Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 216. Diệp Huyên bỗng mở lòng bàn tay, thánh ấn nhân vương xuất hiện trong tay hắn. Khi nhìn thấy thánh ấn nhân vương trong tay Diệp Huyên, ánh mắt cô bé bất ngờ, ngươi. Ngươi là vua của nhân tộc. Diệp Huyên gật đầu, cô bé nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt trở nên kỳ lạ, vua nhân tộc. Ngươi yếu thật đấy, nghe vậy, Diệp Huyên lập tức đen mặt, ngươi nói cái gì vậy? Cái gì mà nói ta yếu chứ? Cô bé cười hi hi, ngươi chỉ mới có thượng thần cảnh, đúng là rất yếu mà. Diệp Huyên không nói gì. Cô bé lại nói, hi hi, thật không ngờ, ta lại gặp được vua nhân tộc ở đây, nhân tộc các ngươi hiện tại còn bao nhiêu người sống sót? Diệp Huyên lắc đầu, không còn nhiều. Vẻ mặt cô bé ảm đạm, đế âm ta cũng không còn nhiều. Diệp Huyên bỗng hỏi, đế âm các ngươi có vua không? Cô bé lắc đầu, sau khi vua sụp đổ năm đỏ, đến nay đế âm ta cũng không có vua. Diệp Huyên vội nói, ngươi xem ta, ngươi cảm thấy ta thích hợp làm vua đế âm không? Cô bé kinh sợ nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên gật đầu, cô bé thấp giọng nói, ngươi không phải người đế âm. Diệp Huyên cười nói, vậy thì sao chứ? Ta không để ý. Cô bé chần chừ rồi nói, chúng ta để ý. Diệp Huyên, cô bé bỗng nói, ta đưa ngươi đến đế âm vương thành. Diệp Huyên không hiểu, đi làm gì? Cô bé thấp giọng nói, nơi đó, hiện tại hình như cũng phong ấn rồi, nếu ngươi có thể cứu cao thủ đế âm tộc ta, có lẽ, bọn họ thật sự sẽ nguyện ý tôn ngươi làm vua thì sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được. Cô bé cười nói, đi. Nói xong, cô bé lập tức bay đi về phía xa. Diệp Huyên kéo Thanh Nhi vội đi theo. Suốt quãng đường cô bé không ngừng giới thiệu cho Diệp Huyên về đế âm tộc, từ trong lời cô bé, hắn cũng biết chút ít chuyện về thời đại vạn tộc. Ở thời đại vạn tộc, có ba đại tộc đại siêu cấp, trong đó có nhân tộc, ngoài nhân tộc, còn có thiên tộc cùng với thánh tộc mạnh nhất, năm đó chính là ba tộc này dẫn vạn tộc chống lại thế lực kinh khủng của vũ trụ vô biên. Diệp Huyên im lặng, lúc này, hắn đang nghĩ đến Dương tộc. Nếu đặt Dương tộc hiện tại ở thời đại vạn tộc thì sẽ thuộc cấp bậc nào đây? Đương nhiên, phải trừ trường hợp có cha ra. Có cha thì chắc chắn Dương tộc sẽ đứng đầu rồi, nhưng không có cha thì sao? Diệp Huyên lắc đầu, không nghĩ đến vấn đề này nữa. Dương tộc, hiện tại dù sao hắn cũng sẽ không quay về Dương tộc. Thiếu chủ, hắn thật sự không hiếm lạ gì. Ngay lúc này, tiếng cười âm hiểm đột nhiên vang lên ở phía xa, ba người nhìn qua, cách đó không xa. Một ông lão trông như ma quỷ xuất hiện trong tầm mắt ba người họ. Ông lão lưng gù, vẻ mặt già nua, lúc này đang cười u ám nhìn ba người Diệp Huyên. Nhìn thấy ông lão, vẻ mặt cô bé trở nên nghiêm trọng. Ánh mắt ông lão đột nhiên dừng trên người Thanh Nhi, ông ta quan sát Thanh Nhi, sau đó cười lạnh lẽo, đẹp thật. Chậc chậc, dáng người này. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua giữa trán ông lão lập tức bị đóng chặt tại chỗ. Hai mắt ông lão trợn tròn. Đầu óc trống rỗng, ta là ai, ta ở đâu, lúc này, bút đại đạo chợt thấp giọng thở dài, boss mãn cấp dạo chơi thôn tân thủ, chết ngay lập tức. Cô bé ở bên cạnh Diệp Huyên hoàn toàn sững sờ, cô bé khó tin nhìn cô gái váy trắng, miệng há hốc, đủ nhét cả một quả trứng. Người ngơ ngác nhất vẫn là ông lão đổi diện. Ông ta còn không phát hiện được sao sau ót mình lại bị một thanh kiếm đâm vào. Lúc này, cô gái váy trắng mở lòng bàn tay. Chiếc nhẫn chứa đồ ông lão mang trên tay chậm rãi bay đến trước mặt nàng, nàng lấy nhẫn chứa đồ sau đó quay người đặt vào trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên, cô gái váy trắng khẽ cười, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Phía sau, vẻ mặt ông lão kia ngơ ngác, lúc này, ông ta bị một luồng kiếm quang chấn giữ, hoàn toàn không thể động đậy. Ông ta lúc này sợ hãi đến cực điểm. Ở trước mặt đối phương, ông ta lại không có sức đánh trả. Đối phương phải mạnh đến nhường nào chứ? Càng nghĩ càng sợ, ở phía xa, cô bé ở bên cạnh Diệp Huyên thi thoảng lại liếc nhìn Thanh Nhi, ánh mắt đầy sợ sệt. Hiện tại xem như cô bé đã hiểu tại sao thanh kiếm đen kia lại không hề ra tay rồi. Căn bản không phải do Diệp Huyên, mà là vì cô gái này. Cô bé liếc nhìn Diệp Huyên, người đàn ông này, là một người đàn ông có núi dựa. Trên đường, Diệp Huyên nhìn nhẫn chứa đồ của ông lão lúc này, khẽ nhếch miệng. Trong nhẫn chứa đồ này của ôn lão có đến mấy tỷ vũ mạch. Tài sản khổng lồ. Diệp Huyên bất giác nhìn Thanh Nhi bên cạnh, đi theo Thanh Nhi rất tốt, một đường đánh thẳng. Không lâu sau, ba người đã đến trước một tòa thành cổ xưa. Tòa thành này rất hoang vắng, trên tường thành mọc đầy cỏ xanh, cả tòa thành vô cùng âm u, giống như một tòa thành ma vậy.
Lúc này, cô bé bỗng lên tiếng, Đế Âm Thành. Nhìn Đế Âm Thành này, ánh mắt cô bé có chút phức tạp, không lâu trước đây, nơi này vô cùng rực rỡ, mà bây giờ lại trở nên hoang vắng như vậy. Ngay lúc này, không biết xảy ra chuyện gì, ánh mắt cô bé chợt thay đổi, sợ hãi nói, cẩn thận. Là dị linh, vừa dứt lời, cửa thành đột nhiên xuất hiện một bóng người này tay cầm một lưỡi liềm khổng lồ, mái tóc dài xõa phía sau, quét xuống dưới đất. Dị linh, cô bé nhìn dị linh này, ánh mắt vô cùng sợ hãi, đây là dị linh đến từ vũ trụ vô biên, hơn nữa, đây còn là một linh tướng. Diệp Huyên nhìn cô bé đang lo sợ, khẽ cười, đừng sợ, có ta. Cô bé, ở phía xa, dị linh kia đột nhiên bước chậm về phía ba người Diệp Huyên, lúc hắn ta bước đến phía ba người Diệp Huyên, đỉnh đầu bỗng xuất hiện một đám mây đen khổng lồ, mà đám mây đen này cũng chậm chậm bay đến bao phủ ba người Diệp Huyên. Cô bé nhìn chằm chằm dị linh kia, dị linh này biết tử vực. Nhìn thấy đám mây đen ia không? Đó chính là tử vực trong truyền thuyết, một khi bị nó bao phủ, thì cả đời cả kiếp sẽ bị nhốt trong đó, không thể siêu sinh. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn dị linh kia, bây giờ ngươi đầu hàng vẫn còn kịp đấy. Cô bé quay đầu nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt ngơ ngác. Lúc này, dị linh kia đột nhiên biến thành một tàn ảnh biến mất tại chỗ. Chớp mắt, đám mây đen kia đã xuất hiện trên đỉnh đầu ba người Diệp Huyên, đồng thời, một luồng huyết mang lập tức chém về phía yết hầu Diệp Huyên. Ánh mắt Diệp Huyên thay đổi, chỉ trong chớp mắt hắn đã cảm nhận được đầu mình như thể đã bay đi rồi. Một đao này nhanh đến mức vượt qua mọi thứ. Diệp Huyên sợ hãi trong lòng, đây là tốc độ đáng sợ gì vậy chứ? Căn bản ngay cả sức đánh trả hắn cũng chẳng có. Ngay khi tia sáng đỏ kia cách yết hầu Diệp Huyên chừng nửa tấc. Bù, đột nhiên, trên tường thành ở phía xa bỗng rung lên, sau đó, trên tường thành có một người bị ghim lên. Chính là dị linh kia. Lúc này, dị linh kia đang bị một thanh kiếm ghim vào trên tường thành, trên đỉnh đầu ba người Diệp Huyên, đám mây đen kia đã biến mất vô thanh vô tức, như thể chưa từng xuất hiện bao giờ. Cô bé ở bên cạnh Diệp Huyên, vẻ mặt ngơ ngác, rất nhanh sau đó, cô bé quay đầu nhìn cô gái váy trắng ở bên kia, ngươi. Chết tiệt, Diệp Huyên, vẻ mặt thanh nhi bình tĩnh, nàng liếc nhìn cô bé, sao vậy? Cô bé khẽ nuốt nước miếng, sau đó nói, ngươi, lợi hại như vậy à? Thanh nhi gật đầu, đúng vậy, cô bé. Ở phái xa, dị linh kia đột nhiên khàn giọng nói, ngươi. Là ai? Âm thanh đầy sự sợ hãi. Diệp Huyên khẽ cười, Diệp Huyên. Dị linh nói, không hỏi ngươi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, sau đó, hắn lắc đầu, Thanh Nhi, giết đi. Người này không hiểu chuyện. Thanh Nhi phất tay áo. Dị linh kia lập tức bị xóa sổ. Dị linh. Cô bé liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Nàng ta xem như đã nhìn ra, thực lực người đàn ông này tuy không mạnh như cô gái kia, nhưng, cô gái kia rất nghe lời người đàn ông. Lúc này, Thanh Nhi mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ khẽ bay vào trong tay nàng. Sau đó nàng để chiếc nhẫn vào trong tay Diệp Huyên, Diệp Huyên cười ha ha, sau đó hắn kéo Thanh Nhi đi vào trong thành. Lúc này, cô bé đột nhiên nói, cẩn thận, có cấm chế. Cô bé vừa dứt lời, Thanh Nhi ở phía xa đã vứt tay áo. Thoáng chốc, cả tòa thành lập tức sụp đổ, còn có vô số các phù chú màu đen ủy dị thần bí cũng sụp đổ theo, hoặc nên nói là, vừa phất tay áo, thì toàn bộ cấm chế trong thành lập tức tan thành mây khói. Thấy vậy, cô bé lập tức ngã ngồi xuống đất, má ơi. Sau khi vào thành, Diệp Huyên phát hiện, trong thành đã vô cùng hoang tàn, đâu đâu cũng có thể thấy một vài thi thể, có thi thể còn giữ nguyên vẹn, nhưng cũng có mấy thi thể chỉ còn là một đống xương trắng. Rất rất lâu rồi, Diệp Huyên nắm chặt tay Thanh Nhi, khẽ nói, xem ra, nơi này đã từng xảy ra chiến tranh rất tàn khốc. Thanh Nhi nhìn xung quanh, vẻ mặt bình tĩnh, ngay lúc này, một luồng hơi thở kinh khủng đột nhiên từ phía cuối con đường xa xôi lao đến. Diệp Huyên nhíu mày, luồng hơi thở này giống hệt với hơi thở khi nãy, rõ ràng, lại là một dị linh khác. Lúc này, một hư ảnh chợt xuất hiện trước mặt Thanh Nhi và Diệp Huyên. Hư ảnh kia vừa muốn lên tiếng, một thanh kiếm bỗng từ trong sân phóng qua, hư ảnh kia còn chưa kịp phản ứng là đã bị thanh kiếm kia đâm xuyên trán. Bù, hư ảnh kia thoáng chốc đã bị ghim vào một căn nhà. Thanh Nhi mở lòng bàn tay. Một chiếc nhẫn chứa đồ từ trong thân thể dị linh kia bay vào trong tay nàng, sau đó nàng lại đặt nhẫn vào trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên. Ở bên cạnh, cô bé nhìn cô gái váy trắng, vẻ mặt kỳ lạ. Ở phía xa, dị linh kia đột nhiên tức giận nói, ngươi là ai? Diệp Huyên khẽ cười, Diệp Huyên.
Dị Linh bỗng tức giận nói, không hỏi ngươi. Thanh Nhi nhíu mày, vung tay áo. Dị Linh lập tức bị xóa sổ. Cô bé liếc nhìn Diệp Huyên, chỉ im lặng. Thanh Nhi bỗng kéo Diệp Huyên đi về phía xa. Không lâu sau, Thanh Nhi đưa Diệp Huyên đến trước một quảng trường. Trên quảng trường đó, có một cột đá khổng lồ. Trên đỉnh cột đá có treo một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, cô bé ở bên cạnh bỗng run giọng nói, tộc trưởng. Tộc trưởng Đế Âm tộc. Diệp Huyên nhìn tộc trưởng Đế Âm tộc, không thể không nói, tộc trưởng này rất thảm, bị người ta treo lên như vậy không biết bao nhiêu năm rồi. Xem ra, năm đó vạn tộc chống lại thế lực thần bí của vũ trụ vô biên không chỉ thảm bình thường. Lúc này, tộc trưởng Đế Âm tộc chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt ông ta lập tức dừng trên người Diệp Huyên, vua nhân tộc. Diệp Huyên gật đầu, tộc trưởng Đế Âm tộc im lặng một lúc rồi nói, nhân tộc có người kế tục. Lúc này, cô bé ở bên cạnh bỗng nói, tộc trưởng, Đế Âm tộc ta vẫn còn hy vọng không? Hy vọng, tộc trưởng Đế Âm tộc nhìn phía xa, tự cười giễu, Đế Âm tộc. Đã không còn hy vọng rồi. Cô bé vội chỉ vào Diệp Huyên, tộc trưởng, để hắn làm tộc trưởng, hắn làm vua của Đế Âm tộc ta thì Đế Âm tộc ta sẽ có hy vọng. Xem như cô bé đã hiểu rõ rồi. Tuy Diệp Huyên không phải quá lợi hại, nhưng, cô gái bên cạnh Diệp Huyên này lại rất mạnh. Nghe vậy, tộc trưởng Đế Âm tộc nhìn Diệp Huyên, hắn ta chần chừ chốc lát. Đang định nói thì cô bé vội nói, tộc trưởng, đừng nhìn hắn, nhìn vị tỷ tỷ này này. Diệp Huyên đen mặt, nghe thấy lời cô bé, tộc trưởng Đế Âm tộc nhìn sang cô gái váy trắng, nhìn thấy cô gái váy trắng, tộc trưởng Đế Âm tộc khẽ nhíu mày, bởi vì ông ta không nhìn thấu cô gái váy trắng. Lúc này, cô bé bỗng nói, tộc trưởng, người đừng quan tâm nhiều như vậy. Dù sao, Đế Âm tộc ta hiện tại đã ra vậy rồi, không còn gì để mất nữa rồi. Người cứ để tiểu ca ca làm tộc trưởng đi. Tộc trưởng Đế Âm tộc có chút chần chừ, mặc dù Đế Âm tộc không còn hy vọng, nhưng ít nhiều còn có chút của cải, cứ vậy mà giao cho một người không phải người trong tộc, hắn ta đương nhiên là không an tâm. Thấy tộc trưởng Đế Âm tộc do dự, cô bé gấp muốn chết rồi. Cô bé vội nói, tộc trưởng, bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn nữa đâu. Ngay lúc này, bên dưới cột đá đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó, một hư ảnh bỗng bay ra. Âm linh, mà âm linh này, giữa trán có một sợi tơ tím bay lơ lửng, lưỡi liềm hắn ta cầm trong tay cũng có màu vàng. Nhìn thấy âm linh này, sắc mặt cô bé bỗng thay đổi, cô bé lập tức chạy đến bên cạnh Diệp Huyên, nhưng như nghĩ gì đó, cô bé lại chạy đến bên cạnh Thanh Nhi, Diệp Huyên. Cô bé thấp giọng nói, đây là một linh tướng cấp cao, thực lực vô cùng kinh khủng. Giọng điệu cô bé vô cùng sợ hãi. Trận chiến năm đó, cô bé đã nhìn thấy sự khủng khiếp của linh tướng cấp cao này. Sau khi một vị linh tướng cấp cao xông vào Đế Âm tộc thì lập tức điên cuồng đồ sát Đế Âm tộc. Là đồ sát. Cảnh tượng đó, lập tức khiến cô bé ám ảnh. Thanh Nhi nhìn cô bé, thấy Thanh Nhi nhìn sang, cô bé lưỡng lự, rồi nói tỉ. Thứ này rất lợi hại, người phải cẩn thận. Thanh Nhi gật đầu, được. Diệp Huyên, ở phía xa, linh tướng cấp cao kia đột nhiên khàn giọng nói, trở thành vua của Đế Âm tộc. Nói rồi, hắn ta nhìn Diệp Huyên, người chắc chắn. Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn. Linh tướng cấp cao cười nhạo một tiếng, người dựa vào đâu? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó kéo tay Thanh Nhi giơ lên, dựa vào muội muội ta. Linh tướng cấp cao quay đầu nhìn Thanh Nhi, khi nhìn thấy hành đạo kiếm lơ lửng bên người Thanh Nhi, hắn cười nhạo, nữ nhân, nào, ta nhường ngươi ba kiếm. Diệp Huyên, nhường ba kiếm. Diệp Huyên im lặng, nhường Thanh Nhi ba kiếm. Cha và đại ca có hợp sức, e rằng cũng không dám nói như vậy. Trước đó có người kiêu căng như vậy, có lẽ là Thiên Diệp, mà hiện tại, mộ phần của Thiên Diệp cỏ cũng mọc đầy rồi. Diệp Huyên giơ ngón cái với linh tướng cấp cao kia, ta khâm phục dũng khí của ngươi. Nói rồi, hắn như nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn Thanh Nhi, tại sao bọn họ không cảm nhận được sức mạnh của muội? Thanh Nhi ngẫm nghĩ, sau đó nói, quá yếu, quá yếu. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, Thanh Nhi, mãi đỉnh. Nghe vậy, Thanh Nhi khẽ nhếch miệng. Nụ cười này thật sự là tuyệt mỹ. Diệp Huyên nhìn mà ngây ngốc, một lúc sau, hắn nhẹ nhàng xoa má Thanh Nhi, khẽ nói, Thanh Nhi, muội nên cười nhiều hơn. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, ta chỉ cười với một mình huynh. Diệp Huyên cười ha ha, trong lòng ấm áp mặt trời. Quá yếu, lúc này, linh tướng cấp cao phía xa bỗng lên tiếng, nữ nhân, người đang nói ta sao? Thanh Nhi nhìn sang linh tướng kia, sau đó... Một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua giữa trán linh tướng kia. Bù, thoáng chốc,
thân thể linh tướng cấp cao kia lập tức bị đóng chặt tại chỗ, không thể động đậy. Đầu của linh hồn cấp cao trống rỗng, ta sao thế này, ta là ai? Thanh Nhi nhìn linh hồn cấp cao kia, vẻ mặt vô tình, nói người yếu, người có vấn đề gì không? Vẻ mặt linh hồn cấp cao kinh sợ nhìn Thanh Nhi, ánh mắt đó tựa như đang nhìn thấy quỷ vậy. Trong âm linh tộc, hắn ta cũng chẳng phải dạng lâu la nhỏ nhoi gì, mà còn là linh tướng cấp cao, có thể nói, trong âm linh tộc, hắn cũng được xem như là cao thủ. Mà lúc này, hắn lại bị người ta một kiếm miểu sát rồi. Ngay cả sức đánh trả cũng chẳng có. Linh tướng cấp cao kia hoàn toàn ngây ngốc. Cô bé bên cạnh Diệp Huyên nhìn cô gái váy trắng, hai mắt trợn tròn, ánh mắt ngoài kinh sợ, còn có sự sùng bái. Quá mạnh rồi, giết ai cũng chỉ dùng một kiếm thôi. Lúc này, một hắc ấn bỗng chậm chậm bay đến trước mặt Diệp Huyên, ấn này đen tuyền một màu, cỡ chừng một bàn tay, trên đỉnh ấn đen có vẽ hai chữ lớn, đế âm. Diệp Huyên nhìn ấn, sau đó ngẩng đầu nhìn tộc trưởng đế âm tộc. Tộc trưởng đế âm tộc run giọng nói, tiểu hữu, kể từ giờ, ngươi đã là vua của đế âm tộc ta. Diệp Huyên trần trừ chốc lát rồi nói, tiền bối không suy nghĩ thêm. Tộc trưởng đế âm tộc vội lắc đầu, không cần nghĩ nữa. Sau khi nhìn thấy cô gái váy trắng ra tay, ông ta đã biết đối phương đáng sợ đến nhường nào, chớ nói đến linh tướng cấp cao nhỏ nhoi này, cho dù là ông ta ở thời kỳ đỉnh cao, sợ là cũng không phải đối thủ của cô gái váy trắng này. Diệp Huyên im lặng. Tộc trưởng đế âm tộc nói tiếp, toàn bộ đồ của đế âm tộc ta đều ở trong ấn này, từ giờ trở đi, hễ là người đế âm tộc ta nhất định tuân theo mệnh lệnh từ ngươi. Diệp Huyên nhìn ấn kia, sau đó mí mắt hắn khẽ giật, rồi vội nhận lấy ấn, nghiêm túc nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ đưa đế âm tộc đi đến vinh quang. Tộc trưởng đế âm tộc nhìn Thanh Nhi, sau đó nói, ta tin ngươi. Nói xong, thân thể ông ta dần dần trở nên hư ảo. Diệp Huyên im lặng. Tộc trưởng đế âm tộc này đã sụp đổ từ nhiều năm trước rồi. Bây giờ chẳng qua chỉ là một phần ý thức gắng gượng mà thôi, còn bây giờ, phần ý thức này đã tiêu hao hết, đương nhiên cũng nên biến mất khỏi nhân gian rồi. Ở phía xa, linh tướng cấp cao đột nhiên run giọng nói, ngươi là ai? Diệp Huyên thôi nghĩ ngợi, hắn liếc nhìn linh tướng cấp cao, Diệp Huyên. Nghe vậy, vẻ mặt cô bé bỗng trở nên kỳ lạ. Linh tướng cao cấp quay đầu nhìn Diệp Huyên, không. Bù. Còn chưa dứt lời, lập tức đã bị xóa sạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh Nhi mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm chậm bay vào trong tay nàng, giống như lúc trước, nàng đưa nhẫn vào trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, hắn nhận lấy nhẫn, sau đó nhìn tài sản hiện tại của bản thân. Hiện tại tổng cộng hắn có gần hơn 90 tỷ trụ mạch rồi. Nhân tộc lúc trước có 40 tỷ. Mà đế âm tộc cũng có hơn 40 tỷ, cộng thêm nhẫn chứa đổ nãy giờ hắn có được, vì vậy, hiện tại hắn có gần 90 tỷ trụ mạch, ngoài ra, hắn còn có thần vật của hai tộc. Đế âm tộc này cũng có mấy vạn thần vật, kiểu gì cũng đều có. Hắn bây giờ, muốn tiền có tiền, muốn trang bị có trang bị. Như nhớ tới điều chi, Diệp Huyên nhìn sang cô bé bên cạnh, giúp ta chiêu gọi tập hợp toàn bộ cao thủ đế âm tộc. Cô bé chần chừ chốc lát rồi nói, nguy hiểm. Hiện tại trong thành còn có một vài âm linh. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Nhi khẽ gật đầu, mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo bỗng phóng lên trên trời, sau đó, kiếm hành đạo quay ngược, trực tiếp lao vào trong thành. Chớp mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên trong thành. Một kiếm này, trực tiếp diệt sạch âm linh N trong thành. Thấy vậy, khi cô bé nhìn sang Thanh Nhi, ánh mắt lại thêm kinh sợ. Thực lực cô gái trước mắt này, cô bé căn bản không tưởng tượng nổi. Ngay lúc này, một tiếng quát bỗng vang lên trong thành, càn rỡ. Vừa dứt lời, một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Thanh Nhi cách đó không xa. Bóng người dần hiện rõ, cũng là một âm linh. Âm linh này tức giận nhìn thẳng Thanh Nhi, rốt cuộc ngươi là ai? Thanh Nhi bình tĩnh, ngươi đoán xem. Diệp Huyên ngạc nhiên, sau đó lắc đầu cười. Thanh Nhi đúng là càng lúc càng biết trêu đùa rồi. Âm linh nhìn Thanh Nhi. Ánh mắt có chút e ngại, ngươi không phải người của đế âm tộc. Nói xong, hắn ta bỗng quay người lập tức biến thành một tàn ảnh biến mất nơi chân trời. Rõ ràng, đã xác nhận bằng nhãn thần, đây là người không đánh nổi. Lúc này, Thanh Nhi mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo lập tức biến mất. Bù, thoáng chốc, vị trí vốn dĩ của âm linh kia đứng bỗng nứt ra, sau đó, một tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ trong sân, ngay tiếp đó, cảnh tượng kỳ lạ đã diễn ra. Chỉ thấy âm linh vốn đã bỏ chạy đột nhiên lại xuất hiện tại đây như ma quỷ vậy,
mà giữa trán hắn ta còn cắm một thanh kiếm. Thấy vậy, Diệp Huyên và cô bé đều ngây người. Người đã bỏ chạy rồi mà còn xuất hiện ở đây được. Dị linh kia cũng giống như nhìn thấy quỷ, hoảng sợ nói, ngươi. Sao ngươi có thể? Thanh Nhi vung tay áo. Dị linh kia lập tức biến mất. Thanh Nhi mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay vào tay nàng, sau đó nàng quay người bỏ vào trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên, cô bé nhìn Thanh Nhi, sau đó nói, ta đi gọi người trong tộc. Nói xong, cô bé quay người rời đi. Phấn khích, cô bé đã chắc chắn, cô gái này là một đại lão siêu cấp. Có cô gái này che chở, đế âm tộc chắc chắn sẽ quật khởi. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, một kiếm vừa nãy của muội là gì? Thanh Nhi cười nói, chạm quá khứ. Diệp Huyên thấp giọng nói, ta cũng biết chạm quá khứ, nhưng không giống với của muội. Thanh Nhi ngẫm nghĩ, sau đó nói, hiện tại huynh và ta, thực lực có lẽ còn có một chút khoảng cách nữa. Diệp Huyên cười khổ, một chút. Thanh Nhi kéo tay Diệp Huyên, cười nói, huynh đã rất xuất sắc rồi. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ nỗ lực. Thanh Nhi chớp mắt, cũng không cần cực khổ như vậy. Diệp Huyên cười nói, tại sao? Thanh Nhi nhếch miệng nói, ta nuôi huynh thôi. Diệp Huyên, không lâu sau, cô bé đã kêu gọi toàn bộ cao thủ đế âm tộc trong sân, không còn lại nhiều, chỉ có chừng 300 người. Mà thực lực 300 người này cũng chẳng mạnh ra sao, vì cao thủ thực sự ban đầu của đế âm tộc gần như đã tử trận rồi. Cô bé đưa theo các cao thủ đế âm tộc đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó nói, bái kiến tộc trưởng. Nói xong, cô bé dẫn dầu nghiêm túc thi lễ. Thế nhưng, các cao thủ đế âm tộc kia lại hiếu kỳ nhìn Diệp Huyên, không ai hành lễ, có người còn nhìn Diệp Huyên với ánh mắt đầy vẻ phòng bị. Thấy vậy, cô bé nhíu chặt mày, đang định nói thì Diệp Huyên bỗng mở lòng bàn tay, ấn mà tộc trưởng đế âm tộc đưa cho hắn xuất hiện trong tay. Hắn nhìn mọi người trong sân, sau đó nói, kể từ giờ, ta chính là tộc trưởng đế âm tộc. Các ngươi nếu có ai không phục, thì cứ đánh với muội muội ta thử. Ừ, đánh muội muội ta không được thì mới có thể đánh cùng ta. Thanh Nhi, cô bé nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt ngạc nhiên, ta không phục. Ngay lúc này, một người đàn ông trong đế âm tộc bước ra, hắn ta nhìn Thanh Nhi, ta đánh với ngươi. Diệp Huyên vội kéo tay Thanh Nhi, khẽ nói, đừng đánh chết. Thanh Nhi gật đầu, nàng nhìn người đàn ông lên tiếng kia, có thể bắt đầu rồi chứ. Người đàn ông nhìn Thanh Nhi chằm chằm, có thể rồi. Bù, vừa nói xong, một thanh kiếm đã xuyên qua giữa trán người đàn ông. Vẻ mặt Thanh Nhi bình tĩnh, kết thúc rồi. Mọi người đều hóa đá. Người đàn ông bị thanh kiếm đâm xuyên qua cũng ngơ ngác. Bản thân cứ vậy bị giết rồi. Lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh bỗng cười nói, chư vị, còn ai không phục không? Không phục. Nghe vậy, vẻ mặt các cao thủ đế âm tộc trong sân đều trở nên khó coi. Một kiếm đã đóng chặt người ta ở đó rồi. Còn ai dám không phục chứ? Diệp Huyên cười nói như vậy, các ngươi đều không có ý kiến gì rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Huyên bỗng nhìn người đàn ông bị kiếm đâm kia, ngươi có ý kiến gì không? Người đàn ông vội run giọng nói, không, không có ý kiến gì cả. Diệp Huyên gật đầu, mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo lập tức bay vào trong tay hắn. Thấy vậy, Diệp Huyên sững người, khi nào mà kiếm hành đạo lại nể mặt hắn? Như biết được suy nghĩ của Diệp Huyên, tháp nhỏ bỗng lên tiếng, tiểu chủ, nó có thể không nể mặt người sao? Thiên mệnh tỷ tỷ đang ở đây đấy. Nó dám không nể mặt người, e là thiên mệnh tỷ tỷ sẽ chém nát nó mất. Diệp Huyên, lúc này, cô bé bỗng lên tiếng, bái kiến tộc trưởng. Trong sân, các cao thủ đế âm tộc kia đều nhìn cô gái váy trắng, rõ ràng, bọn họ đều nghĩ rằng Thanh Nhi thích hợp làm tộc trưởng hơn. Lúc này, Diệp Huyên bỗng cười nói, ta hỏi các ngươi một vấn đề, muội muội đã mạnh như vậy rồi, thì người làm ca ca. Ha ha, các ngươi tự đoán đi. Thanh Nhi, trong sân, các cao thủ đế âm tộc đưa mặt nhìn nhau sau đó, mọi người với thi lễ với Diệp Huyên, sau đó đồng thanh nói, bái kiến tộc trưởng. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng. Tộc trưởng, cứ như vậy, Diệp Huyên thuận lợi tiếp nhận đế âm tộc. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Nhi, Thanh Nhi, trên chí thần là cảnh giới gì? Cảnh giới, không thể không nói, hiện tại hắn chỉ cần nói đến cảnh giới thì cũng chút sụp đổ. Đây là cảnh giới gì? Thực sự quá nhiều. Thanh Nhi lại lắc đầu. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, không biết. Thanh Nhi cười nói, cảnh giới là một kiểu gò ép, một loại quy tắc, muội đã không còn ở trong cảnh giới từ lâu rồi, cũng không còn hứng thú gì với cảnh giới cao nhất nữa. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi.
Nói rồi, hắn nhìn cô bé ở bên cạnh, người tên gì? Cô bé khẽ cười, Đế Lang. Diệp Huyên gật đầu, người có thể nói cho ta về cảnh giới này không? Cô bé gật đầu, chí thần tổng cộng có 9 tầng, một tầng tương đương trăm vạn năm tu vi, còn trên chí thần chính là tự tại trong truyền thuyết. Diệp Huyên nhíu mày, tự tại. Đế Lang gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, chính là không chịu ràng buộc của tín ngưỡng chi lực, tự tại thực sự. Cao thủ cấp bậc này, có thể nói là đã vượt qua tín ngưỡng chi lực, đạt đến một cấp độ khác. Mà cao thủ cấp bậc này, ở thời đại vạn tộc trước kia, cũng không ít, nhưng thời đại hiện tại. Nói rồi, cô bé khẽ lắc đầu, e là ít càng thêm ít. Tự tại. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu. Đế Lang nhìn Thanh Nhi, sau đó khẽ nói, tỷ tỷ, ngươi là cao thủ trên tự tại cảnh sao? Thanh Nhi nhìn Đế Lang, không phải. Đế Lang còn muốn nói gì đó, Thanh Nhi bỗng nói, người bị treo lúc nãy là tộc trưởng các ngươi, đúng không? Đế Lang nói, đúng. Thanh Nhi nhìn Đế Lang, người thấy lợi hại không? Đế Lang vội gật đầu, đương nhiên. Trên tự tại cảnh chính là hư ngộ cảnh, mà trên hư ngộ cảnh chính là chân ngộ cảnh trong truyền thuyết. Chân ngộ cảnh, vượt qua tín ngưỡng chi lực, vượt qua vật chất, ý thức thân xác và linh hồn đạt đến chân ngộ. Cao thủ cấp bậc này, chính là, Thanh Nhi bỗng nói, chính là kẻ yếu. Vẻ mặt Đế Lang cứng đờ. Diệp Huyên cười ha ha. Không thể không nói, Thanh Nhi bây giờ càng lúc càng biết trêu đùa hơn rồi. Diệp Huyên thôi nghĩ, hắn liếc nhìn các cao thủ đế âm tộc trong sân kia, sau đó nói, Đế Lang cô nương, những người này có chân ngộ cảnh không? Đế Lang lắc đầu, Diệp Huyên lại hỏi, vậy hư ngộ cảnh thì sao? Đế Lang vẫn lắc đầu, vẻ mặt Diệp Huyên u ám, tự tại cảnh thì sao? Đế Lang do dự chốc lát rồi nói, chỉ có một người bán bộ tự tại cảnh. Diệp Huyên cạn lời, Đế Lang cười khổ, năm đó trong tộc ta chỉ có 3 người là chân ngộ cảnh, hư cảnh cũng không ít. Nói rồi, vẻ mặt cô bé buồn bã, trận chiến đó, chúng ta thua quá thảm. Diệp Huyên thấp giọng nói, đối thủ của các ngươi, chính là âm linh tộc sao? Đế lắc đầu, âm linh tộc, chỉ là một góc nhỏ, còn có thứ đáng sợ hơn. Nói rồi, cô bé nhìn Diệp Huyên, có chút nghi hoặc, ngươi là vua nhân tộc, ngươi không biết sao? Diệp Huyên thấp giọng nói, lão già kia không nói với ta. Đế Lang, Diệp Huyên bỗng nói, thôi vậy, không nói mấy chuyện này nữa. Đế Lang cô nương, người đưa người tộc ngươi đến thư viện quan huyên của vũ trụ chư thần. Muội muội ta sẽ đón các ngươi, cũng sẽ sắp xếp cho các ngươi. Đế Lang chớp mắt, ngươi còn có muội muội nữa. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt Đế Lang có chút kỳ quái. Diệp Huyên cười nói, đến nơi đó, các ngươi phải ngoan đấy. Nếu không, ha ha, nhà đầu Thanh Khâu cũng chẳng phải người ăn chay. Đế Lang gật đầu. Nếu chúng ta đã nhận ngươi là tộc trưởng rồi thì chắc chắn sẽ nghe lời ngươi, dù sao chúng ta cũng không đánh lại muội muội ngươi. Diệp Huyên không nói gì được, thì ra các ngươi nghe lời ta là vì sợ muội muội ta à? Một lúc sau, Đế Lang đưa các cao thủ đế âm tộc rời đi. Phong ấn nơi này được xóa bỏ, đế âm tộc cũng đã được tự do, mà hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo Diệp Huyên, bởi bọn họ biết, thế lực kinh khủng của vũ trụ vô biên này rất có khả năng sẽ quay lại. Đế âm tộc hiện nay đã như vậy rồi, nếu không ôm đùi lớn, e rằng chỉ có thể đợi chết thôi. Sau khi nhóm người Đế Lang rời đi, trong sân chỉ còn lại Diệp Huyên và Thanh Nhi. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó cười nói, Thanh Nhi, lần này đến bí cảnh, thuận lợi quá mức bình thường. Cả đường đi, không hề có chuyện bất ngờ. Có Thanh Nhi ở đây, đúng là thoải mái. Diệp Huyên không nhịn được bật cười lớn. Ngay lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau đó... Một bóng người từ từ xuất hiện. Diệp Huyên nhìn bóng người kia, có chút kinh ngạc. Bóng người đến kia chính là một dị linh, thế nhưng, đối phương không phải là bản thể, mà chỉ là một bóng người hư không. Bóng người đứng từ trên nhìn Thanh Nhi ở dưới, khàn giọng nói, ngươi lại dám giết chết người trong âm linh tộc ta. Thanh Nhi gật đầu, dám. Bóng người im lặng một lúc sau rồi nói, nữ nhân, sau này ngươi sẽ phải trả một cái giá mà ngươi không tưởng nổi. Nói rồi. Hắn ta dần biến mất, ngay lúc này, Thanh Nhi bỗng xòe tay, kiếm hành đạo lập tức bay ra. Bù, kiếm hành đạo bỗng xuyên qua giữa trán bóng người kia. Gần như là cùng lúc, tại vũ trụ vô biên, trong một nơi nào đó tại Vân Trung Thành khổng lồ, tiếng kêu la thảm thiết chợt vang lên, sau đó, một luồng kiếm quang từ trong tòa thành phóng lên trời. Thoáng chốc, Vân Trung Thành lập tức hóa thành cho bụi. Tại vũ trụ vô biên, vô số cao thủ kinh khủng đều quay đầu nhìn Vân Trung Thành. Tại vạn mộ thần vực,
Bóng người bị Thanh Nhi ghim chặt kia, vẻ mặt đầy kinh sợ nhìn cô gái váy trắng, ngươi. Ngươi đã làm gì? Vẻ mặt Thanh Nhi bình tĩnh, kéo tay Diệp Huyên quay đầu rời đi. Lúc này, âm thanh Bút Đại Đạo bỗng vang lên trong sân, kẻ ngốc, ngươi nghĩ rằng đây là hệ ngân hà sao? Ở trước mặt nàng ấy, chém gió là phải chịu trách nhiệm đấy. Bóng người kia, Diệp Huyên đưa Thanh Nhi đi đến bí cảnh tiếp theo, thiên táng chi địa. Trong tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm đi, Thanh Nhi đứng bên cạnh hắn, nắm chặt tay hắn. Diệp Huyên bỗng nói, Thanh Nhi, ta vẫn chưa hỏi muội, tại sao đột nhiên muội lại xuất hiện vậy? Thanh Nhi quay đầu nhìn Diệp Huyên, nhớ huynh rồi. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó lắc đầu khẽ cười, ta cũng vậy. Trên thế gian này, chỉ có Thanh Nhi không màng mọi thứ mà đối xử tốt với hắn, mà còn không có mục đích gì khác. Là người đơn thuần nhất. Một lúc sau, Diệp Huyên bỗng hỏi, Bút huynh, vũ trụ vô biên kia là chuyện gì vậy? Bút Đại Đạo im lặng một lúc rồi nói, ta không biết. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi không biết. Bút Đại Đạo nói, bên đó không do ta quản. Diệp Huyên thấp giọng nói, không do ngươi quản. Ngươi đang đùa ta sao? Bút Đại Đạo thấp giọng thở dài, bên đó thực sự không do ta quản lý, bên đó có chút đặc biệt nên chủ nhân đang quản. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ngươi có thể bảo chủ nhân ngươi bảo bọn họ đừng đến ức hiếp ta không? Bút Đại Đạo nói, hiện tại chủ nhân cũng không quản bên đó rồi. Diệp Huyên có phần không hiểu, tại sao vậy? Bút Đại Đạo nói, đại ca, ta chỉ là một cây bút. Sao ta biết nhiều vậy chứ? Diệp Huyên cạn lời, cây bút hư này cũng học theo tháp nhỏ rồi. Lúc giả vờ thì là bút, lúc không hiểu cũng chỉ là bút. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi bên cạnh, có chút do dự. Có cần đưa Thanh Nhi đi dạo một vòng vũ trụ vô biên không? Dạo một vòng như vậy, ai dám động mình chứ? Ngay lúc này, ở phía xa bỗng vang lên tiếng quát cắt ngang suy nghĩ của Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn phía xa, nơi tinh không xa thẳm kia, có một người một yêu đang đại chiến. Hình thể yêu thú vô cùng to lớn, thân cao vạn trượng, giống như vượn, có hai tay hai chân, còn có một đuôi. Còn có một cô gái mặc váy trắng đang giao đấu. Một người một yêu chiến đấu rất khốc liệt. Diệp Huyên vô ý tham gia, hắn đưa Thanh Nhi bay qua một bên tránh ra. Nhưng ngay khi đó, cô gái váy trắng ở phía xa bỗng bị một quyền của yêu thú đánh bay. Sau khi dùng một quyền đánh bay cô gái váy trắng, yêu thú lại đánh ra một quyền, sức mạnh kinh khủng từ quyền này lập tức quét sạch trong sân, chớp mắt, cả tinh vực tựa như sôi sục, vô số tinh quang đều lập tức sụp đổ. Thấy vậy, mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, yêu thú này thật mạnh. Lúc này, cô gái váy trắng ở phía xa bỗng điểm tay tạo kết ấn, sau đó, nàng ta điểm về phía trước, thoáng chốc, vô số phù chú màu vàng bỗng bay ra. Ầm ầm ầm, thoáng chốc, cả người yêu thú kia lập tức bùng nổ, sau đó bị tấn công liên tục lùi lại, mà những phù chú vàng kia có một phần lớn lại bay về phía Diệp Huyên và Thanh Nhi. Thấy thế, Diệp Huyên sợ hãi trong lòng, đang định ra tay thì lúc này, cô gái váy trắng ở phía xa bỗng quát lên, dừng. Vừa dứt lời, phù chú vàng kia cách trước mặt Diệp Huyên và Thanh Nhi chừng mấy chục trượng thì dừng lại. Lúc này, cô gái váy trắng chợt điểm tay chỉ, mượn đường càn khôn. Vừa nói xong, một mạng lưới phù chú màu vàng khổng lồ lập tức bao phủ yêu thú kia, từng luồng sức mạnh kinh khủng tỏa ra từ trong những phù chú kia, cuối cùng đều lao vào người yêu thú kia. A, rất nhanh sau đó, yêu thú đó kêu rên thảm thiết, nhưng sức mạnh những phù chú đó lại không hề giảm, trái lại càng lúc càng nhiều. Cứ như vậy, không lâu sau, yêu thú kia cũng dần hấp hối. Lúc này, cô gái váy trắng lấy ra một hũ nhỏ, khẽ hất ra, yêu thú kia lập tức bị nàng ta thu vào trong hũ. Sau khi yêu thú bị thu vào, nàng ta đột nhiên nhìn sang Diệp Huyên và Thanh Nhi. Nàng ta bước lên một bước, lập tức đến trước mặt Diệp Huyên và Thanh Nhi. Nhìn Diệp Huyên, nàng ta khẽ nhíu mày, thượng thần chi cảnh. Diệp Huyên gật đầu, cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, ngươi chỉ là một thượng thần cảnh nhỏ nhoi, sao lại dám đến đây? Diệp Huyên khẽ cười, đến làm chút chuyện. Cô nương là... Cô gái váy trắng bình tĩnh nói, Thiên Sư Tông. Diệp Huyên im lặng, chưa từng nghe đến, cô gái váy trắng đang định nói thì lúc này, tinh không phía xa đột nhiên rung chuyển như thể có động đất vậy, đồng thời, một luồng hơi thở kinh khủng bỗng tràn ra. Thấy vậy, cô gái váy trắng khẽ nhíu mày, đế yêu trong truyền thuyết. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên và Thanh Nhi, yêu này rất mạnh, các ngươi đi trước đi. Diệp Huyên hỏi, ngươi đánh được sao? Cô gái váy trắng lắc đầu. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, đánh không được. Nhưng ta có thể cầm chân. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy chi bằng để muội muội ta đánh thử.
Cô gái váy trắng nhìn Thanh Nhi, nàng ta. Diệp Huyên gật đầu, cô gái váy trắng quan sát Thanh Nhi một lúc rồi nói, người biết đánh nhau không? Thanh Nhi lắc đầu, không biết. Cô gái váy trắng ngây người. Thanh Nhi lắc đầu, ta chỉ biết giết người. Diệp Huyên, chỉ biết giết người. Lúc nghe thấy câu này của Thanh Nhi, cô gái mặc váy trắng thoạt tiên ngẩn người, sau đó nhíu mày, quan sát kỹ Thanh Nhi thêm lần nữa, mới một lát mà vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc hẳn. Giờ phút này nàng ta mới kinh hãi nhận ra rằng bản thân không cảm nhận được khí tức của Thanh Nhi. Hiện giờ nàng ta đã là tự tại cảnh đỉnh cao, ấy vậy mà vẫn không nhìn thấu cô gái trước mắt. Điều này quả thật không bình thường chút nào. Cô gái mặc váy trắng lại đánh giá Thanh Nhi thêm lần nữa, trong mắt thoáng lóe lên vẻ do dự như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nhưng đúng lúc này, tinh không phía xa đột nhiên cuồn cuộn, tiếp đó, không gian trước mặt mấy người họ bỗng nứt ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện cách ba người không xa. Người đàn ông trung niên để tóc dài xõa vai, chắp tay sau lưng, giữa trán có một hình hoa văn, trên người tản ra uy áp cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, cô gái mặc váy trắng khiếp sợ thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt lại trở nên ngưng trọng. Người đàn ông trung niên liếc cô gái mặc váy trắng, mặt không cảm xúc, Thiên Sư Tông. Một đám ngụy quân tử luôn tỏ vẻ đạo mạo. Nói xong, ông ta bỗng nhiên nắm chặt tay phải. Một luồng khí thế khủng bố lập tức ập về phía cô gái mặc váy trắng. Cô gái mặc váy trắng nheo mắt, đang tính ra tay thì người đàn ông trung niên kia lại đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên và Thanh Nhi. Lúc nhìn thấy Thanh Nhi, lông mày của ông ta khẽ nhíu lại. Yêu thú luôn rất nhạy cảm với nguy hiểm. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Thanh Nhi, trong lòng ông ta thoáng phần bất an. Diệp Huyên thôi không nhìn nữa, sau đó cười bảo, Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Hắn không muốn nhúng tay vào ân oán giữa hai kẻ này, tuy cô gái mặc váy trắng vừa mới bày tỏ thiện ý với hắn và Thanh Nhi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ tin tưởng đối phương, người có thể lên được tới cảnh giới đó chẳng có ai đơn thuần hết. Lúc ra ngoài xã hội thì vẫn nên nhìn xa trông rộng một chút, không nên có suy nghĩ hại người khác nhưng vẫn nên giữ trạng thái cảnh giác. Thấy Diệp Huyên và Thanh Nhi muốn rời đi, người đàn ông trung niên sửng sốt nhưng không nói gì, trong lòng thoáng cảm thấy nhẹ nhõm đội phần. Mà lúc này, cô gái mặc váy trắng bỗng nhiên lên tiếng, hai vị chờ đã. Diệp Huyên quay lại nhìn về phía cô gái mặc váy trắng, cười hỏi, có việc gì sao? Cô gái mặc váy trắng ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, hai vị đang tính đi đâu vậy? Diệp Huyên đáp, đi dạo. Cô gái mặc váy trắng liếc Diệp Huyên, cười nói, không biết phải xưng hô với vị công tử này thế nào nhỉ? Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên. Cô gái mặc váy trắng mỉm cười, ta thấy công tử khá là có thiên phú, không biết công tử có hứng thú gia nhập Thiên Sư Tông không? Gia nhập Thiên Sư Tông. Diệp Huyên ngẩn ra giây lát, lúc toàn cất lời thì người đàn ông trung niên kia bỗng nhiên nói trước, tiểu huynh đệ, trên người cậu có bảo vật gì à? Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên, sao các hạ lại hỏi vậy? Người đàn ông trung niên khẽ cười, cô nàng kia có thiên nhãn, chắc chắn nàng ta đã phát hiện được tiểu huynh đệ mang theo món thần vật nào đó. Nàng ta mời cậu tới Thiên Sư Tông chính vì muốn giết người đoạt bảo, hoặc đang cố tình kéo dài thời gian, chờ cường giả của Thiên Sư Tông tới chi viện. Diệp Huyên nghe thấy vậy lập tức lộ vẻ nghiêm túc, tiền bối, không thể có chuyện đó được. Cô gái này xinh đẹp như vậy, sao có thể là hạng người ác độc chứ? Người đàn ông trung niên thoáng ngẩn ra, sau đó lắc đầu thở dài, đúng là người trẻ tuổi. Cậu đấy, đơn thuần quá đáng. Thế gian này phức tạp hơn cậu tưởng nhiều. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta không tin cô gái xinh đẹp kia lại là loại người độc ác đó. Nói rồi hắn nhìn về phía cô gái mặc váy trắng, đúng vậy không? Cô gái mặc váy trắng chớp mắt, tất nhiên. Sao ta có thể là hạng người ác độc như thế chứ? Diệp Huyên mỉm cười, sau đó nhìn về phía người đàn ông trung niên, tiền bối coi kìa, cô gái này nói mình không phải loại người kia. Người đàn ông trung niên thấp giọng thở dài, chỉ e trên đời này không còn ai đơn thuần giống như cậu. Diệp Huyên, mẹ nó, bút đại đạo đột nhiên thốt lên, cái gì cơ? Cô gái mặc váy trắng liếc nhìn Diệp Huyên, chẳng rõ có phải đang cười hay không, mà cũng không biết nàng ta đang nghĩ điều gì. Nhưng vào lúc này, trong tinh không xa xăm bỗng nhiên xuất hiện mấy luồng khí tức khá đáng sợ, thấy vậy, sắc mặt của người đàn ông trung niên lập tức trầm xuống. Cường giả của Thiên Sư Tông tới rồi. Chỉ lát sau, một lão già và một người phụ nữ xinh đẹp đã xuất hiện, cả hai đều mặc trường bào màu đen. Vừa tới nơi, ánh mắt của bọn họ liền chạm tới chỗ người đàn ông trung niên, sau đó đồng thời cười lạnh. Sau khi thấy hai người vừa đến, cô gái mặc váy trắng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, cười hỏi tiểu huynh đệ,
tới Thiên Sư Tông bọn ta chứ? Diệp Huyên lắc đầu nguầy nguậy, không đi. Cô gái mặc váy trắng nhìn Diệp Huyên, nụ cười trên mặt càng lộ rõ vẻ kỳ quái, ta cảm thấy ngươi vẫn nên đi thì hơn. Diệp Huyên hoảng sợ nhìn cô gái mặc váy trắng, cô là người xấu. Cô gái mặc váy trắng cười ha hả, thế gian này nào có phân chia tốt xấu. Chẳng qua chỉ xem ai mạnh ai yếu thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, hai chúng ta không thù không oán, sao cô lại muốn làm vậy? Ánh mắt cô gái mặc váy trắng thoáng lộ vẻ hưng phấn, trên người ngươi có rất nhiều thần vật, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, khóe miệng nàng ta khẽ cong lên, xin lỗi nhé, ta nhìn chúng đám bảo bối đó của ngươi rồi đấy. Diệp Huyên khẽ thở dài, cô gái à, cô làm vậy là không đúng đâu. Thế gian có đúng có sai, cô gái mặc váy trắng đột nhiên cắt lời, ta không muốn nghe ngươi làm nhảm thêm. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó quay sang Thanh Nhi, muội xử lý đi Thanh Nhi. Thanh Nhi gật đầu, ngửa lòng bàn tay ra. Phập, cô gái mặc váy trắng còn chưa kịp định hình thì đã bị một mũi kiếm đâm thẳng vào giữa trán. Phụt, máu tươi bắn tóe ra từ sau đầu cô gái mặc váy trắng. Thấy vậy, sắc mặt của đám người ở đây đều lập tức biến đổi rõ rệt, hai mắt của cô gái mặc váy trắng trợn trừng, đầu óc trống rỗng như vừa bị sét đánh trúng. Mình sao thế này, sao lại không cử động được vậy? Ngươi, lão già thuộc Thiên Sư Tông bỗng nhiên nhìn về phía Thanh Nhi, giọng run run, ngươi là ai? Thanh Nhi liếc lão ta một cái, vung tay áo lên. Xoẹt, một ánh kiếm chém vào người lão ta, sau đó lão ta cũng mất mạng ngay tại chỗ trong giây lát. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử của đế yêu đứng một bên nãy giờ bỗng co nhỏ, bị dọa đến mức nhanh chóng lùi lại phía sau. Mà người phụ nữ xinh đẹp còn lại của Thiên Sư Tông thì mặt mày tái mét, dường như nghĩ tới gì đó, bà ta bỗng ngửa lòng bàn tay ra, một lá bùa màu đen hóa thành mũi tên phóng thẳng lên trời, tiến vào tinh không thẳm sâu. Mũi tên xuyên mây, gọi thiên quân vạn mã tới. Diệp Huyên liếc nhìn bà ta, lắc đầu, ta ghét nhất kẻ đánh không lại là gọi cứu viện. Bút đại đạo do dự giây lát, sau đó nói, ngươi. Thôi, ta không nói nữa, thiên mệnh đang ở đây. Nó cảm thấy mình vẫn nên giữ chút mặt mũi cho Diệp Huyên thì hơn. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm Thanh Nhi, trong mắt lộ rõ vẻ e dè, kèm theo đó là phẫn nộ, ngươi là ai? Dám giết người của Thiên Sư Tông bọn ta? Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xăm, nơi có dấu vết mũi tên pháo hiệu mà người phụ nữ xinh đẹp vừa bắn ra, sau đó chậm chậm nhắm mắt lại, tiếp theo ngửa lòng bàn tay ra, kiếm hành đạo đột nhiên bay vút ra ngoài. Giữa tinh không nào đó, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại một tòa thành trên không, lúc này, một tiếng gầm đầy vẻ tức giận đột nhiên vang vọng khắp thành, láo xược, ai cho ngươi cái gan dám mạo phạm Thiên Sư Tông, ta. Kiếm hành đạo rơi thẳng xuống dưới, lúc thanh kiếm tiến vào trong thành, cả tòa thành nhanh chóng hóa thành hư vô. Thế gian này không còn Thiên Sư Tông nữa, Thanh Nhi liếc người phụ nữ kia, vẻ mặt bình tĩnh, bà khỏi cần chờ nữa. Không ai tới đâu, người phụ nữ xinh đẹp gằn giọng. Không ai đến. Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi. Đúng lúc này, dường như nghĩ tới chuyện gì đó mà bà ta bỗng nhiên quay đầu nhìn, sau đó thất hồn lạc phách như thể bị đả kích chuyện này. Sao có thể? Giờ phút này, cô gái mặc váy trắng cũng nhận ra. Thiên Sư Tông bị hủy rồi. Cả hai đồng thời nhìn về phía cô gái vừa nãy đã chém một kiếm về phía cô gái mặc váy trắng. Thiên Sư Tông bị tiêu diệt chỉ bằng một kiếm ư. Cả hai lập tức cảm thấy hoang mang. Không chỉ có họ, mà người đàn ông trung niên đế yêu đứng một bên cũng vô cùng ngỡ ngàng. Thiên Sư Tông lớn mạnh tới vậy mà biến mất dễ dàng như thế sao? Rốt cuộc cô gái trước mặt bọn họ là ai? Lúc này, Thanh Nhi đi đến bên cạnh Diệp Huyên, giữ chặt tay hắn rồi nói, huynh làm mầu xíu đi, ta đang giết bọn họ đó. Diệp Huyên nghe thấy vậy liền đen mặt, bảo hắn giả vờ gì cơ? Lẽ nào hắn thích giả ngầu lắm sao? Hiểu rõ anh trai chỉ có em gái. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó nhìn về phía cô gái mặc váy trắng bị kiếm ghim chặt, khẽ thở dài, cô gái à, cô nghĩ mà coi, ta có bao nhiêu thần vật như thế lẽ nào lại chỉ là một kẻ tầm thường. Dù có là nhân vật phản diện thì cũng nên có đầu óc chút chứ. Cô gái mặc váy trắng nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên, nghe bao giờ chưa, cô gái mặc váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chưa? Diệp Huyên im lặng một lát mới cất lời, vậy bái bai nhé. Sau đó hắn vung tay áo lên, cô gái mặc váy trắng lập tức bị diệt trừ. Cô gái mặc váy trắng. Diệp Huyên quay người nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp của Thiên Sư Tông, bà ta vội vàng nói, các hạ, ta từng nghe thấy tên cậu rồi.
Diệp Huyên chớp mắt, nghe thấy tên ta rồi ư? Bà ta gật đầu, có chứ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy bà đi đi. Người phụ nữ xinh đẹp nghe xong liền ngây ra. Diệp Huyên cười, lặp lại, bà đi đi. Bà ta thoáng do dự, sau đó hỏi, thật chứ? Diệp Huyên cười ha ha, tất nhiên. Bà ta liền cúi thấp người hành lễ, đa tạ. Dứt lời, bà ta quay người biến mất ở tít phía xa. Lúc vào đến tinh không thăm thẳm, bà ta thấy Diệp Huyên vẫn không có động thái gì thì thở phào một hơi, đơ người ngồi sụp xuống, đầu óc trống rỗng. Báo thù ư, không, bà ta không dám suy nghĩ tới điều đó. Một người tiêu diệt cả Thiên Sư Tông chỉ bằng một kiếm là người mà bà ta chọc nổi chắc. Diệp Huyên, người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi nhắm mắt, nhẩm thầm cái tên này. Giữa tinh không, Đế Yêu nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó hỏi, tại sao các hạ lại tha cho bà ta? Diệp Huyên mỉm cười, làm mầu thì không nên chỉ làm trong một lần, cần giữ lại cho lần sau còn tiếp tục. Đế Yêu! Diệp Huyên không nói gì nữa mà kéo Thanh Nhi quay lưng rời đi. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó, Đế Yêu đột nhiên cúi thấp người hành lễ, xin hỏi nên xưng hô với tiền bối như thế nào? Ở nơi xa, Diệp Huyên không buồn quay đầu lại, Diệp Huyên, viện trưởng của Thư viện Quan Huyên. Đế Yêu im lặng, cảm thấy cạn lời hoàn toàn với người này, nghĩ thầm ta có hỏi ngươi quái đâu mà người trả lời gì chứ? Đế Yêu nhìn theo bóng lưng rời đi của Diệp Huyên và Thanh Nhi, sau đó khẽ thở dài. Phải nói rằng thực lực của cô gái mặc váy trắng đã làm thay đổi suy nghĩ của ông ta, hóa ra trên đời này còn có cường giả mạnh tới vậy. Một kiếm. Chỉ một kiếm đã tiêu diệt cả Thiên Sư Tông. Phải biết rằng Thiên Sư Tông có vô vàn cường giả, ngoài ra còn có hàng tá trận pháp. Vậy mà một tông môn có gốc gác thâm sâu như vậy lại bị người ta tiêu diệt chỉ bằng một kiếm. Cứ như mơ vậy, quả thực khiến mọi người khó mà tin nổi, nếu không phải chuyện xảy ra ngay trước mắt thì chắc chắn ông ta sẽ không tin. 2. Đế Yêu khẽ thở dài, lòng vấn vương biết bao suy nghĩ. Có vẻ vừa nghĩ tới chuyện gì đó, Đế Yêu lập tức thay đổi sắc mặt. Diệp Huyên. Viện trưởng của Thư viện Quan Huyên. Đế Yêu đột nhiên gọi, A Yêu. Ông ta vừa dứt lời thì một con yêu thú đột nhiên xuất hiện sau lưng. Đế Yêu ngửa tay ra, sau đó khẽ vung lên, hình ảnh tái hiện của Diệp Huyên hiện ra trước mặt A Yêu, truyền khắp yêu giới. Nếu nhìn thấy người này, cũng như gặp ta, ai dám bất kính với cậu ta thì ta sẽ tiêu diệt toàn tộc kẻ đó. A Yêu sững sờ, tộc trưởng. Đế Yêu chậm rãi nhắm mắt, không những vậy, nếu gặp người của Thư viện Quan Huyên thì yêu thú của yêu giới nhất định phải đối xử tử tế. A Yêu cúi người hành lễ, tuân lệnh. Đế Yêu nói khẽ, Diệp Huyên, Thư viện Quan Huyên, không thể chọc vào. Trong tinh không thăm thẳm, Diệp Huyên và Thanh Nhi sóng vai bước đi. Những ngôi sao xung quanh phát ra ánh sáng rực rỡ, khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Không biết bao lâu sau, hai huynh muội đi đến một khu vực tĩnh lặng hoàn toàn, xung quanh không có bất cứ hơi thở của sự sống nào, không khí lặng ngắt như tờ. Diệp Huyên nhìn xung quanh, cách đó mấy trăm trượng có một tấm bia đá dày, bên trên khắc dòng chữ Thiên Táng Chi Địa, ai vào sẽ chết. Đến Thiên Táng Chi Địa rồi. Diệp Huyên kéo tay Thanh Nhi đi tới trước bia đá, cả khi nhìn thấy mấy chữ ai vào sẽ chết, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Sau đó, cả hai đi vòng qua bia đá, tiếp tục tiến lên, nhưng đúng lúc này, bia đá lại đột nhiên rung chuyển. Diệp Huyên quay người nhìn về phía bia đá, từ trong tấm bia có một bóng người trông tựa như quỷ hồn bất thình lình bay ra. Nhìn thấy bóng người kia, Diệp Huyên sững sờ. Cái bóng khàn khàn cất lời, một thượng thần còn con mà cũng dám xông vào đây, không muốn sống nữa. Lời vừa dứt, nó phất tay áo, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên ập về phía Diệp Huyên. Đúng lúc này, hiện trường đột nhiên lóe lên ánh kiếm. Xoẹt. Cái bóng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một thanh kiếm đâm thẳng vào giữa trán, sau đó, luồng sức mạnh cường đại đóng đinh nó vào tấm bia đá. Cái bóng hoang mang, rồi chuyển tầm mắt về phía Thanh Nhi, giọng run run, ngươi là ai? Thanh Nhi nắm chặt tay Diệp Huyên, em gái huynh ấy. Em gái. Bóng người ảo ảnh nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên mỉm cười, em gái ta mạnh như vậy, còn người làm anh như ta, hê hê, ông tự nghĩ đi. Sau đó hắn nắm tay Thanh Nhi, quay lưng rời đi. Bóng người ảo ảnh ở phía sau lộ ra vẻ mặt cứng ngắc. Chỉ chốc lát sau,
Diệp Huyên đã dẫn Thanh Nhi đi tới trước một dãy núi. Dãy núi nằm giữa tinh không. Dãy núi này hệt như một con rồng kích thước cực đại uốn mình trong tinh không, vô cùng hoành tráng. Diệp Huyên nhìn xoáy vào bên trong, vẻ mặt nghiêm túc, Thanh Nhi, có gì nguy hiểm à? Thanh Nhi quay đầu nhìn Diệp Huyên cười đáp, ta biết rồi, không có. Khóe miệng Thanh Nhi khẽ cong lên. Diệp Huyên kéo tay nàng đi về phía dãy núi. Thiên táng chi địa. Hắn muốn xem đây rốt cuộc là nơi như thế nào. Chỉ cần nắm tay Thanh Nhi là giành được hết thảy mọi thứ trong thiên hạ. Lúc tới chân núi Diệp Huyên chợt nhận ra nơi này có mấy chục bộ hài cốt. Hắn chỉ liếc nhìn rồi quay đi tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, một bộ hài cốt đột nhiên rung lên, sau đó một tia hồn phách từ trong đó chậm rãi bay ra. Diệp Huyên quay người nhìn về phía hồn phách kia, nó đang dần ngưng tụ lại, chỉ chốc lát, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Thanh Nhi. Người đàn ông trung niên đánh giá Diệp Huyên một lượt. Sau đó cười hỏi, chàng trai trẻ, nên xưng hô thế nào nhỉ? Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên liếc về phía đỉnh núi, nói cậu muốn lên đó. Diệp Huyên gật đầu, muốn đi coi thử xem sao. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nguy hiểm lắm. Dứt lời, ông ta mỉm cười hòa ái, tiểu huynh đệ, nếu cậu muốn tìm cơ duyên thì thay vì mạo hiểm, chỗ ta cũng có một chút cơ duyên đây. Diệp Huyên tò mò, cơ duyên. Người đàn ông trung niên gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hỏi, cơ duyên gì? Người đàn ông trung niên cười nói, chính là truyền thừa của ta. Diệp Huyên im lặng nhìn ông ta. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, cảnh giới của ta là bán bộ hư ngã cảnh. Bán bộ hư ngã cảnh. Diệp Huyên trầm mặc. Từ lúc đi theo Thanh Nhi, hắn thấy ai cũng kém cỏi hết. Đừng nói là bán bộ hư ngã cảnh, kể cả chân ngã cảnh đứng trước mặt thì hắn cũng thấy người đó kém cỏi. Cuối cùng hắn cũng hiểu được cảm xúc của tháp nhỏ rồi. Hiểu được tại sao tháp nhỏ lại nghênh ngang tới vậy. Chính vì đi theo Thanh Nhi lâu ngày chứ sao nữa. Lúc này, người đàn ông trung niên lại cất lời, chàng trai trẻ, cậu có muốn nhận truyền thừa không? Diệp Huyên gật đầu, muốn. Người đàn ông trung niên cười nói, tốt quá rồi, lát nữa ta sẽ vào trong thức hải của cậu, đừng phản kháng, ta sẽ đưa truyền thừa cho cậu. Diệp Huyên nhìn ông ta một lát, cười đáp, được. Người đàn ông trung niên bỗng hóa thành ánh sáng trắng chui vào giữa trán Diệp Huyên. Chỉ một lát bên trong thức hải của Diệp Huyên đã có thêm một bóng mờ. Cái bóng kia đột nhiên điên cuồng cười sằng sặc, ha ha, đúng là mầm mống tuyệt vời. Ái chà chà, còn có nhiều trụ mạch và thần vật thế cơ, ha ha, ông trời đối xử tốt với ta quá mà, ha ha ha. Diệp Huyên cười hỏi, ngươi muốn chiếm đoạt thân xác ta chứ gì? Cái bóng cười to, bây giờ ngươi mới nhận ra sao? Nói rồi, nó muốn giành lấy quyền làm chủ thân xác, nhưng bỗng nhiên có một ánh kiếm xuất hiện trong thức hải của Diệp Huyên. Cái bóng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ánh kiếm kia đẩy ra khỏi thân thể của Diệp Huyên. Sau đó bị ghim chặt trên một tảng đá ở phía xa. Nó lập tức ngỡ ngàng. Diệp Huyên liếc cái bóng vẫn đang hoang mang, sau đó nói, muốn đoạt thân thể ta sao? Ngươi nghĩ hay nhỉ? Cái bóng đột nhiên nhìn về phía Thanh Nhi, ngươi, là ngươi. Thanh Nhi lắc đầu, tỏ ý ghét bỏ, yếu quá. Cái bóng. Diệp Huyên liếc cái bóng, lắc đầu tỏ vẻ ghét bỏ, yếu xìu. Sau đó, hắn kéo tay Thanh Nhi, quay lưng tiếp tục đi lên núi. Cái bóng. Lúc đi tới giữa sườn núi, Diệp Huyên lại nhìn thấy mấy bộ hài cốt khác, trong số đó có cường giả hư ngã cảnh. Diệp Huyên chỉ liếc qua rồi thôi, sau đó kéo Thanh Nhi đi tiếp. Lúc tới đỉnh núi, hắn nhìn thấy một bộ thi thể của đàn ông trung niên, trên người mặc chiến giáp màu đen, tay cầm giáo dài, toàn thân còn phát ra ánh sáng đen mơ hồ. Lúc nhìn thấy nó, Diệp Huyên thoáng ngạc nhiên, nhìn bề ngoài thì người này đã chết rất lâu rồi, thế nhưng thi thể vẫn nguyên vẹn được như vậy, ắt hẳn thực lực của đối phương không tầm thường. Diệp Huyên đi tới trước thi thể, nói khẽ tiền bối, người có truyền thừa nào muốn để lại cho hậu nhân không? Không có phản ứng. Diệp Huyên còn muốn nói tiếp thì thi thể kia lại bất chợt mở mắt. Lúc nhìn thấy Diệp Huyên, ông ta thoáng ngẩn ra giây lát,
sau đó lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Diệp Huyên cười chào hỏi, xin chào tiền bối. Người đàn ông trầm mặc giây lát rồi cất lời, người yếu như thế, sao lại tới được đây? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, may mắn đó. Biểu cảm của người đàn ông cứng đờ. Diệp Huyên còn muốn nói tiếp thì Thanh Nhi đã níu lấy tay hắn, nói khẽ huynh. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Nhi, nàng nói nhỏ, đừng lấy truyền thừa của ông ta yếu xỉu á. Khụ. Nghe thấy vậy, người đàn ông lập tức ho khù khụ, ông ta nhìn về phía Thanh Nhi, tỏ vẻ bất mãn, ta là bán bộ chân ngã cảnh, mà ngươi lại bảo ta yếu. Ngươi. Thanh Nhi lắc đầu, ngươi không yếu. Người đàn ông sửng sốt, còn Thanh Nhi thì nói tiếp, ngươi yếu xỉu ấy chứ. Diệp Huyên. Người đàn ông giận tím mặt, đột ngột bật dậy, khí tức khủng khiếp nhanh chóng ập về phía Thanh Nhi, nhưng uy áp của ông ta vừa tới gần nàng thì đã biến mất hoàn toàn. Thấy vậy, người đàn ông lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng, ngươi, ngươi có tài đấy nhỉ? Thanh Nhi im lặng không đáp. Lúc này, người đàn ông đột nhiên lên tiếng. Nói rồi, ông ta ngửa tay ra, trường thương trong tay lập tức rung mạnh, sau đó thương ý cuồn cuộn trào ra như núi lửa bộc phát, ập về phía Thanh Nhi. Chỉ chốc lát, không gian xung quanh cũng bắt đầu chấn động theo. Nhìn thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên bỗng trở nên nghiêm trọng, quả thật thực lực của người đàn ông trước mắt hắn rất mạnh, mặc dù ông ta chỉ còn sót lại một chút hồn phách, thế nhưng hiện giờ hắn vẫn không thắng được đối phương. Bán bộ hư ngã cảnh. Diệp Huyên hít sâu một hơi, xem ra cần phải nâng cao cảnh giới của mình hơn rồi. Nhất là Thanh Nhi còn đang ở đây. Lúc người đàn ông kia đi tới trước mặt Thanh Nhi, cũng hệt như khi trước, bóng dáng của ông ta lập tức biến mất. Giờ phút này, người đàn ông hoàn toàn ngỡ ngàng. Ông ta nhìn Thanh Nhi bằng ánh mắt khó tin, ngươi. Thanh Nhi bình tĩnh búng tay một cái. Người đàn ông còn chưa kịp định thần thì đã bị một luồng sức mạnh cường đại đập thẳng lên người. Thụp. Hai chân ông ta mềm nhũn, khuỵu gối xuống ngay trước mặt Diệp Huyên. Người đàn ông vô cùng tức giận, muốn phản kháng nhưng lại bị luồng sức mạnh kia ấn chặt xuống, không thể nhúc nhích. Giờ phút này, mồ hôi lạnh trên người ông ta đang túa ra ròng ròng. Ông ta nhận rõ tình hình thực tế. Thực lực của cô gái trước mặt này còn cao hơn ông ta. Người đàn ông nhìn Thanh Nhi, toàn cất lời thì nghe thấy Thanh Nhi nói với Diệp Huyên, huynh, ông ta yếu lắm, ta không cần truyền thừa gì đó của ông ta đâu, chúng ta đi thôi. Vẻ mặt của ông ta cứng đờ. Diệp Huyên thoáng do dự giây lát, sau đó nhìn người đàn ông tiền bối, muội muội ta nói là ông yếu quá, nên không thể nhận truyền thừa của ông được, xin lỗi nhé. Ta và muội ấy đi trước đây. Sau đó hắn kéo Thanh Nhi đi về phía xa. Người đàn ông kia vẫn ngơ ngác đứng im tại chỗ, một lát sau, ông ta mới cất lời, ông đây ngủ say mấy vạn năm, đột nhiên bị các người đánh thức. Hừ, huynh muội các ngươi đang cố ý khiến ta tức giận đúng không? Tâm thái của ông ta sụp đổ rồi. Diệp Huyên dẫn Thanh Nhi đi về phía đằng xa, hắn cũng không còn nhìn thấy thi thể nữa. Không lâu sau, hai huynh muội đến trước một cánh cổng bằng đá, cánh cổng đá đang mở, phía sau cánh cổng là một ngôi mộ không có bia. Trên cột đá hai bên cánh cổng có vẽ hai chiến sĩ mặc áo giáp màu vàng, một người cầm kiếm, một người cầm đao, sinh động như thật. Nhất là hai mắt của hai người kia không giận mà vẫn có uy. Thanh Nhi nhìn ngôi mộ đó rồi thu hồi ánh mắt. Diệp Huyên dẫn Thanh Nhi đi về phía ngôi mộ, khi đến gần cánh cổng đó bỗng rung lên, ngay sau đó hai luồng khí tức sức mạnh đáng sợ phát ra từ cột đá hai bên cổng, sau đó chiến sĩ trên cột đá bước ra. Một người trong đó bỗng tức giận nhìn Diệp Huyên, thanh kiếm dài trong tay chỉ vào Diệp Huyên, láo xược, trộm cắp từ nơi nào, dám xông vào thiên táng chi địa. Thanh âm vang vọng như chuông, chấn động cả trời đất. Diệp Huyên khá ngạc nhiên, hai chiến sĩ này thế mà lại là cường giả chân ngã cảnh trong truyền thuyết. Chân ngã cảnh. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên gặp Diệp Huyên và Thanh Nhi trước đó cũng đuổi tới, khi nhìn thấy hai chiến sĩ áo giáp vàng sống lại, sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, vội lùi sang một bên. Chiến sĩ áo vàng tay cầm kiếm thấy Diệp Huyên không nói gì thì nổi giận. Tay cầm kiếm đánh về phía Diệp Huyên. Kiếm quang màu vàng chém xuống như thể muốn chém nát cả vũ trụ này, cực kỳ đáng sợ.
Diệp Huyên vẫn rất bình tĩnh khi đối mặt với một kiếm đáng sợ này. Khi thanh kiếm đó chỉ còn cách đầu Diệp Huyên nửa tấc, thanh kiếm đột nhiên đâm vào giữa mày của chiến sĩ mặc giáp vàng mà không hề báo trước. Chiến sĩ mặc giáp vàng cứng người đứng lại chỗ như bị đóng cột. Thấy cảnh này, chiến sĩ mặc giáp vàng tay cầm đao quay sang nhìn Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, cô. Không chỉ chiến sĩ mặc giáp vàng mà ánh mắt người đàn ông trung niên ở cách đó không xa lộ ra vẻ khó tin, địch, mẹ kiếp. Lúc đầu ông ta một chiến sĩ mặc giáp vàng đánh suýt nữa thần hồn tiêu hủy. Mặc dù vẫn còn sống nhưng ông ta cũng tu dưỡng mười mấy vạn năm, thế nên ông ta biết rõ sự đáng sợ của chiến sĩ mặc giáp vàng. Thế nhưng lúc này chiến sĩ mặc giáp vàng trước mặt lại bị một kiếm của người phụ nữ này làm cho đứng sững tại chỗ. Chiến sĩ mặc giáp vàng là cường giả chân ngã cảnh đó. Cái quái gì thế? Đầu óc người đàn ông trung niên trống rỗng. Lúc này người đàn ông áo giáp vàng bị một kiếm của Thanh Nhi làm cho đứng nguyên tại chỗ cũng lộ ra vẻ khó tin, ông ta nhìn Thanh Nhi cô. Thanh Nhi vẫn rất bình tĩnh, quay sang nhìn Diệp Huyên, giết không? Giết không? Diệp Huyên nghĩ một lúc, sau đó nhìn người đàn ông áo giáp vàng cầm kiếm đó, phần mộ đó chôn cất ai thế? Người đàn ông áo giáp vàng im lặng không nói. Thanh Nhi cau mày, lòng bàn tay hơi đè xuống. Linh hồn người đàn ông áo giáp vàng nhanh chóng biến mất dần với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Người đàn ông áo giáp vàng hoảng sợ, vội nói, trong mộ là tộc trưởng thiên tộc. Thiên tộc. Diệp Huyên cau mày, thời kỳ vạn tộc có ba gia tộc siêu lớn, ngoài tộc người thì còn một thiên tộc và thánh tộc, hắn không ngờ nơi này thế mà lại là thiên tộc. Lúc này người đàn ông áo giáp vàng cầm kiếm bỗng run giọng nói, huynh đệ, không được mở ngôi mộ này ra. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Người đàn ông áo giáp vàng cầm kiếm trầm giọng nói, trong ngôi mộ này ngoài tộc trưởng thiên tộc thì còn trấn giữ một dị vương. Diệp Huyên nhìn ngôi mộ đó nói, dị vương. Người đàn ông áo giáp vàng cầm kiếm gật đầu, một dị vương bất tử, tộc trưởng tộc ta hy sinh bản thân để trấn giữ ông ta trong ngôi mộ này, nếu mở ra thì ông ta sẽ lại xuất hiện trong nhân gian, mà một khi xuất hiện trong nhân gian thì đúng là một tai họa. Diệp Huyên quay sang nhìn Thanh Nhi bình tĩnh nó, đã sắp ra rồi. Nghe thế, người đàn ông áo giáp vàng cầm kiếm sửng sốt, ngay sau đó ngôi mộ đó bỗng rung chuyển dữ dội. Thấy thế, sắc mặt người đàn ông áo giáp vàng cầm kiếm và người đàn ông áo giáp vàng cầm đao bỗng chốc thay đổi, người đàn ông áo giáp vàng cầm đao xoay người bổ một đao về phía ngôi mộ đó, đao khí khủng khiếp chém thẳng vào phần mộ đó, đao khí đó vừa chém đến, ngôi mộ vỡ tung. Ngôi mộ bỗng nổ tung, sau đó một làn khói xanh bay lên. Là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mặc đồ trắng, đầu đội mũ màu vàng, cả người mờ ảo như làn khói xanh. Nhìn thấy người đàn ông đó, người đàn ông áo giáp vàng cầm đao vội cúi người xuống, tộc trưởng. Tộc trưởng thiên tộc. Tộc trưởng thiên tộc này nhìn quan tài với đủ thứ bù chú kỳ quái, sắc mặt hiện lên vẻ phức tạp, cuối cùng vẫn không trấn giữ được. Nghe thế, sắc mặt người đàn ông áo giáp vàng cầm kiếm và người đàn ông áo giáp vàng cầm đao trở nên tái nhợt. Ha ha, lúc này quan tài đá bỗng vang lên tiếng cười, mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm rồi, cuối cùng bản vương cũng ra ngoài được rồi, ha ha. Giọng nói vừa dứt, quan tài đá bỗng nổ tung, ngay sau đó một người đàn ông đồ đen chậm rãi bay lên. Trên đầu ông ta có một cái sừng, đôi mắt đỏ ngầu, cả người toát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Dị vương. Thấy dị vương xuất thế, tộc trưởng thiên tộc khẽ lắc đầu, vẻ mặt phức tạp. Ông ta hy sinh bản thân để trấn giữ đối phương mấy trăm vạn năm, vốn dĩ muốn làm tiêu hao dần năng lượng của đối phương nhưng không ngờ đối phương không bị tiêu hao năng lượng, ngược lại là ông ta bị tiêu hao đến mức trở thành ngọn đèn trước gió. Cuối cùng vẫn thất bại. Bây giờ thế gian này còn ai có thể ngăn được dị vương? Lúc này dị vương đó bỗng nhìn tộc trưởng thiên tộc, bật cười, thiên mục, ta là người bất tử, xác thịt không tiêu hủy, linh hồn không biến mất, ý thức vẫn còn rõ ràng, ngươi muốn bảo mòn chết ta sao? Ngươi đúng là ngu ngốc, dù có cho ngươi thêm mấy trăm vạn năm nữa, ngươi cũng không làm gì được ta. Thế gian này không ai có thể giết được ta. Thiên mục không nói gì, đúng lúc này ông ta như cảm nhận được gì đó. Quay phát lại nhìn người đàn ông áo giáp vàng cầm kiếm bị kiếm đóng chặt. Thấy thế,
Ông ta sửng sốt, ngay sau đó ông ta nhìn sang Thanh Nhi, các hạ là. Thanh Nhi không đáp lời. Thiên Mục im lặng một chốc, xòe bàn tay ra, một con dấu màu vàng chậm rãi bay đến trước mặt Thanh Nhi, cô nương, có muốn làm tộc trưởng thiên tộc ta không? Nếu muốn, tất cả thần vật và tài sản của thiên tộc đều nhường lại cho cô. Thật ra ông ta cũng không cảm nhận được sự lớn mạnh của Thanh Nhi, bây giờ ông ta chỉ có thể đặt cược lần cuối. Một cường giả có thể dễ dàng đánh bại chân ngã cảnh. Đáng để ông ta cược. Thanh Nhi nhìn con dấu màu vàng, mặt không cảm xúc. Lúc này Diệp Huyên ở một bên bỗng nói, muội ta không muốn làm, hay là ta làm nhé? Mọi người. Nghe Diệp Huyên nói thế, Thiên Mục quay sang nhìn Diệp Huyên, ông ta đánh giá Diệp Huyên một chốc, hơi do dự. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta làm cũng giống như muội ta làm thôi. Thiên Mục nhìn Thanh Nhi, thấy Thanh Nhi không hề có ý muốn làm tộc trưởng, ông ta mới gật đầu, xòe bàn tay ra, con dấu màu vàng chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên vội nhận lấy. Lúc này Dị Vương ở đằng xa bỗng bật cười, tộc trưởng thiên tộc. Đúng là nực cười, sao hôm nay thiên tộc vẫn còn tồn tại sao? Vừa dứt lời, ông ta nhìn Diệp Huyên, sau đó ông ta tung một cú đấm đến chỗ Diệp Huyên. Ông ta vừa tung ra một quyền, trời đất thay đổi. Ngay lúc Dị Vương xuất quyền, một thanh kiếm bỗng đâm xuyên ra nắm đấm của ông ta, sau đó đi vào trong cơ thể từ cánh tay. Ầm. Mọi người đều nhìn thấy Dị Vương đó bị ghim trên cột đá bên cạnh. Hiện trường bỗng chốc yên tĩnh. Mấy người Thiên Mục quay sang nhìn Thanh Nhi, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin. Dị Vương đó ngơ ngác. Sau khi bị găm lên cột đá, Dị Vương nhìn Thanh Nhi, ngươi là ai? Thanh Nhi nhìn Dị Vương, sau đó nói ca, giết không? Diệp Huyên im lặng không nói. Dị Vương bỗng gần giọng nói, giết, ta là bất tử, ai có thể giết được ta, ai có thể? Thanh Nhi bỗng phất tay áo, kiếm hành đạo rung lên dữ dội. Dị Vương đó bị tiêu diệt trước sự quan sát của mọi người. Đây! Sau khi Dị Vương bị giết, Thiên Mục ở một bên tỏ ra rất khó tin, chuyện này không thể nào. Thanh Nhi nhìn Thiên Mục, có gì mà không thể. Thiên Mục nhìn Thanh Nhi, hắn là bất tử, năm đó bọn ta hợp sức bao vây tấn công hắn, bất kỳ thuật pháp thần thông nào cũng không thể giết được hắn, cô. Thanh Nhi im lặng một hồi rồi nói, có thể là các ngươi quá yếu. Mọi người! Lúc này Thiên Mục bỗng nói, các hạ có quan hệ với Bút Đại Đạo. Rõ ràng là ông ta phát hiện ra Bút Đại Đạo bên thắt lưng Diệp Huyên. Thanh Nhi lắc đầu, không có quan hệ. Thiên Mục nhíu mày, có phải các hạ là người của Bút Đại Đạo không? Thanh Nhi cau mày, lúc này giọng Bút Đại Đạo bỗng xuất hiện, cái gì gọi ta? Tộc trưởng Thiên Mục, vị trước mặt ngươi là Đại Lão Thiên Mệnh. Đại Lão Thiên Mệnh. Thiên Mục hơi ngạc nhiên, chưa từng nghe. Bút Đại Đạo tức giận nói, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết nàng bất khả chiến bại là được. Thiên Mục. Bút Đại Đạo nói tiếp, mau bảo những người còn lại thiên tộc đều nghe theo lệnh cái tên không biết xấu hổ bên cạnh. À không phải, là Diệp Thiếu, bảo người thiên tộc ngươi đều nghe theo lệnh của Diệp Thiếu là được, sau đó ngươi cũng yên tâm mà đi. Diệp Thiếu. Thiên Mục nhìn Diệp Huyên, im lặng một chốc rồi gật đầu, bắt đầu từ lúc này, Diệp Công Tử sẽ là tộc trưởng thiên tộc. Hễ là người thiên tộc đều phải nghe lệnh của Diệp Công Tử, hễ có người vi phạm, người thiên tộc ta đều bị tru di cả tộc. Nói rồi cơ thể ông ta dần trở nên mờ ảo. Diệp Huyên bỗng nhìn hai người đàn ông giáp vàng đó, họ cũng nghe theo lệnh ta sao? Hai người đàn ông giáp vàng lập tức cung kính hành lễ, bái kiến tộc trưởng. Họ nào dám không nghe chứ? Không nhìn thấy Dị Vương ở một bên đó đã bị giết trong tích tắc rồi sao? Ngay lúc này Diệp Huyên khẽ cười, tộc trưởng Thiên Mục, ông không cần lo, ông thử nghĩ mà xem, muội của ta mạnh như thế, người làm huynh như ta, hê hê, tự ông nghĩ. Thiên Mục sửng sốt, sau đó khẽ cười, tiếp theo yên tâm mà ra đi. Thiên tộc. Diệp Huyên nhìn thoáng qua ấn vàng kia, trong ấn vàng có hơn 50 tỷ trụ mạch, ngoài ra còn có 200 triệu trụ nguyên mạch. Hơn nữa, còn có đủ loại thần vật. Giàu có hơn cả nhân tộc. Diệp Huyên nhìn ấn vàng trước mắt, không khỏi nở nụ cười. Hắn của hiện tại, thật sự là muốn người có người, muốn tiền có tiền,
bây giờ hắn hoàn toàn có năng lực mở rộng quy mô thư viện gấp vô số lần, không đúng, hắn phải mở thư viện ở vô số vũ trụ, phải thành lập một thế lực siêu cấp không thua kém Tiên Bảo Các và Dương tộc. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên nhìn hai vị chiến sĩ áo giáp vàng trước mặt, triệu tập tất cả những cường giả thiên tộc còn sống. Người đàn ông mặc áo giáp vàng tay cầm kiếm do dự một lát, sau đó nói, chỉ còn hai chúng ta thôi. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, chỉ các ngươi. Người đàn ông cầm kiếm gật đầu, sắc mặt ảm đạm, phải. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó có chút khó có thể tin được, tất cả người thiên tộc chỉ còn lại hai người các ngươi. Người đàn ông cầm kiếm gật đầu, trong mắt đầy sự đau khổ. Diệp Huyên trầm giọng nói, sao có thể ít như thế? Người đàn ông cầm kiếm lắc đầu thở dài, trận chiến năm đó, thiên tộc ta xông lên trước nhất, bởi vậy, tổn thất nghiêm trọng nhất, hơn nữa, về sau thiên tộc của ta còn gặp phải sự trả thù điên cuồng của đối phương. Nói xong, hắn ta khẽ lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm, trong mắt tràn ngập sự đau khổ, không muốn nói thêm nữa. Thiên tộc, có thể nói là đã bị giết toàn tộc. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói, vậy từ nay về sau, các ngươi hãy đi theo ta đi. Hai người vội vàng cung kính hành lễ. Diệp Huyên cười nói, hai người các ngươi đi đến thư viện Quan Huyên ở vũ trụ chư thần, nơi đó sẽ có người an bài cho các ngươi. Hai người lại hành lễ, sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này, người đàn ông lúc trước trốn trong bóng tối đột nhiên bước ra, hắn ta hành lễ với Diệp Huyên, Diệp Thiếu, ta có thể cũng đi theo cậu không? Hắn ta xem như xem đã hiểu được. Vị ở trước mặt chính là đại lão, đùi to như vậy, nhất định phải ôm lấy. Diệp Huyên liếc nhìn đánh giá người đàn ông một lượt, sau đó cười nói, có thể. Ngươi cũng đến thư viện Quan Huyên đi. Người đàn ông trung niên vội vàng hành lễ thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Giữa sân, chỉ còn lại Diệp Huyên và Thanh Nhi. Thanh Nhi bỗng nhiên nhẹ giọng nói, huynh, ta phải đi rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Thanh Nhi, ngạc nhiên, đi. Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, Thanh Nhi, muội muốn đi đâu? Thanh Nhi mỉm cười, đi làm một chuyện, làm xong, ta sẽ lại đến tìm huynh. Diệp Huyên nắm lấy tay Thanh Nhi, nhẹ giọng nói, bao lâu? Thanh Nhi cười nói, không cần quá lâu đâu. Diệp Huyên gật đầu, được. Thanh Nhi nhẹ nhàng vuốt má Diệp Huyên, huynh, bảo trọng. Nói xong, thân thể nàng ấy bỗng nhiên trở nên hư ảo. Diệp Huyên vội vàng hỏi, Thanh Nhi, chừng nào thì muội mới có thể lại xuất hiện? Thanh Nhi mỉm cười, khi huynh chịu ấm ức. Nói xong, nàng ấy hoàn toàn biến mất không thấy. Khi mình chịu ấm ức, Diệp Huyên ngẩn người tại chỗ. Rất lâu sau đó, Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, lắc đầu cười. Thanh Nhi đi rồi. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, tiếp theo người có tính toán gì không? Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, sáng lập một huyên tộc, ta muốn huyên tộc trở thành tộc đứng đầu chư thiên vạn giới. Huyên tộc. Tiểu Tháp trầm giọng nói, mạnh hơn cả Dương tộc sao? Diệp Huyên cười ha ha, đó là điều bắt buộc. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài. Nó biết, Diệp Huyên sẽ không quay về Dương tộc, tính cách của Diệp Huyên có rất nhiều lúc giống hệt như chủ nhân, ngang bướng giống như đầu trâu vậy. Đúng lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên xuất hiện một hơi thở khủng bố. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó, không gian bắt đầu rung động. Diệp Huyên cười to, đạo trích phương nào, dám ở trước mặt ta. Bút đại đạo đột nhiên nói, muội muội của cậu đã đi rồi. Diệp Huyên trước tiên là sững người, ngay sau đó, hắn xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối tinh không. Sau khi Diệp Huyên biến mất không lâu, một bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở đây, bóng mờ kia dần dần ngưng tụ, là một người đàn ông trung niên, trên đầu hắn ta cũng có một cái sừng. Bóng mờ nhìn thoáng qua xung quanh, sắc mặt hắn ta dần trở nên nghiêm trọng, là ai? Có thể giết một vị dị vương của tộc ta. Một lát sau, cơ thể bóng mờ khẽ run lên, sau đó biến mất. Chấm chấm chấm. Diệp Huyền về tới trung thế giới, mới vừa trở lại trung thế giới, một cô gái là xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu mỉm cười, ca.
Diệp Huyên cười cười, sau đó kéo tay Thanh Khâu, đi. Nói xong, hắn kéo Thanh Khâu đi về phía đại điện. Thanh Khâu liếc nhìn Diệp Huyên, mỉm cười ngọt ngào. Trong đại điện, Diệp Huyên gọi Trương Sứ đến. Hiện tại người phụ trách chính của Trung Thế Giới không phải Thanh Khâu, mà là Trương Sứ, bởi vì số thế giới mà Thanh Khâu phải phụ trách thực sự là quá nhiều rồi. Mà hiện giờ, dưới sự quản lý của Trương Sứ, mọi chuyện lớn nhỏ ở Trung Thế Giới cũng đều nề nếp ngăn nắp. Diệp Huyên nhìn về phía Trương Sứ, cười nói, ta đã rời khỏi Dương tộc rồi, ông có biết không? Trương Sứ cung kính hành lễ, biết. Diệp Huyên cười nói, vậy ông còn bằng lòng đi theo ta không? Trương Sứ mỉm cười, đương nhiên bằng lòng, viện trưởng. Viện trưởng, mà không phải thiếu chủ. Diệp Huyên cười ha ha, lão Trương, việc hàng đầu bây giờ của ông chính là nâng cao thực lực của mình. Trương Sứ gật đầu, ta hiểu. Ông ta biết, chỉ có bản thân đủ mạnh, mới có thể giúp Diệp Huyên. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ từ từ bay đến trước mặt Trương Sứ. Trương Sứ nhìn thoáng qua, đồng tử chợt co rụt lại, sau đó quỳ xuống, viện trưởng. Diệp Huyên cười nói, đều là ông xứng đáng nhận được. Trương Sứ hành lễ thật sâu, đa tạ viện trưởng. Diệp Huyên cười nói, đứng lên đi. Trương Sứ đứng lên, trong lòng kích động không thôi. Những thứ trong nhẫn chứa đồ đủ để thay đổi vận mệnh ông ta một lần nữa. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, nhà đầu, người của đế âm tộc sau khi đến thư viện Quan Huyên thì thế nào? Thanh Khâu suy nghĩ, sau đó nói ca, ta đã mở một phái riêng trong thư viện cho những người cùng một tộc như bọn họ gia nhập, để bọn họ trực tiếp dung nhập với thư viện, không quá thực tế, bởi vậy, ta mở một phái riêng cho bọn họ, dùng tên tộc của bọn họ để đặt tên, đế âm viện. Diệp Huyên trầm giọng nói, về sau. Thanh Khâu gật đầu, ta biết, cứ tiếp tục như vậy, một khi phe phái nhiều lên, ngày sau thư viện sẽ không dễ quản lý, nhưng không có cách nào khác, chúng ta tạm thời chỉ có thể như thế. Đương nhiên, ngày sau chúng ta sẽ phải thận trọng trong việc lựa chọn người thừa kế thư viện. Diệp Huyên gật đầu. Hiện tại có hắn và Thanh Khâu chấn giữ, thư viện khẳng định sẽ không loạn, nhưng về sau nếu người cầm quyền của thư viện thực lực không đủ, vậy thư viện Quan Huyên khẳng định sẽ nội loạn, một khi thư viện Quan Huyên nội loạn, thì có thể sẽ là đại nạn của vô số vũ trụ. Thanh Khâu tiếp tục nói, còn có một vấn đề, đó là hiện tại chúng ta cần tiền. Tiền. Trương Sứ ở một bên cũng vội vàng nói, viện trưởng, Trung Thế Giới cũng cần tiền. Hiện tại sự phát triển của Thư viện Thanh Huyên thật sự là quá nhanh. Mà nhanh như vậy, là sẽ cần đốt tiền. Tiền. Diệp Huyên nghe thấy hai người nói, cười ha ha, không phải là tiền thôi sao? Việc nhỏ, ha ha. Hắn hiện tại đã vô cùng bành trướng, theo hắn thấy, về phương diện tiền, Tần Quan cũng không chắc nhiều bằng hắn. Tần Quan. Diệp Huyên nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Hai chiếc nhẫn chứa đồ từ từ bay đến trước mặt Thanh Khâu và Trương Sứ. Trương Sứ nhìn thoáng qua nhẫn chứa đồ, trong nhẫn chứa đồ là 10 tỷ trụ mạch. Trương Sứ kinh ngạc, viện trưởng. Diệp Huyên cười nói, hẳn là có thể giải quyết vấn đề khẩn cấp. Trương Sứ gật đầu, hoàn toàn đủ rồi. Một bên, Thanh Khâu lại lắc đầu ca, không đủ. Diệp Huyên cười nói, cần bao nhiêu? Thanh Khâu suy nghĩ. Sau đó nói, ít nhất 50 tỷ. 50 tỷ. Diệp Huyên sửng sốt. Thanh Khâu mỉm cười, hiện tại Thư viện Quan Huyên của chúng ta có tổng cộng 1.200 phân viện. Nghe vậy, Diệp Huyên cả kinh trong lòng, 1.200. Thanh Khâu gật đầu, đúng vậy. Mà đây còn là ít, nếu không phải thiếu người, ta có lẽ sẽ mở càng nhiều phân viện hơn. Hiện tại, chúng ta thiếu nhất chính là người. Người. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, chúng ta không chỉ cần thu hút nhiều nhân tài hơn, còn cần tự bồi dưỡng. Thanh Khâu cười nói, đương nhiên. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó nói, nhà đầu, ta còn cần muội giúp ta làm một chuyện. Thanh Khâu gật đầu, huynh có phải muốn thành lập một đội quân vũ lực không? Diệp Huyên cười ha ha, nhà đầu, muội là con giun trong bụng ta à? Thanh Khâu cười cười, sau đó nói, thật ra. Huynh không nói, ta cũng sẽ nói đến việc này. Tuy thư viện chúng ta có võ viện, nhưng là, chúng ta lại thiếu một đội quân riêng của mình.
Diệp Huyên gật đầu, việc này, muội làm đi, tất cả nhân tài trong thư viện tùy muội lựa chọn. Vấn đề tiền thì để ta giải quyết. Thanh Khâu chớp chớp mắt, huynh, ngoài tiền ra, ta còn cần một thứ. Diệp Huyên cười nói, cái gì? Thanh Khâu nghiêm túc nói, tiểu tháp. Tiểu tháp. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó cười nói, được. Có tiểu tháp bồi dưỡng cường giả, vậy quả thực là làm ít công to. Nếu là người khác, hắn tự nhiên không yên tâm giao tiểu tháp ra, nhưng Thanh Khâu cũng không phải là người khác. Diệp Huyên đưa tiểu tháp cho Thanh Khâu, đồng thời còn đưa cho Thanh Khâu 100 tỷ trụ mạch và 100 triệu trụ nguyên mạch. Không chỉ vậy, hắn đem những bảo vật lấy được từ các tộc đều đưa cho Thanh Khâu. Có tiền, có thời gian, có trang bị. Thanh Khâu lại nói, huynh, ngoài tiểu tháp ra, ta còn cần bút đại đạo của huynh. Diệp Huyên cười nói, vì sao? Thanh Khâu mỉm cười, ta tự có chỗ cần dùng đến. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó mở lòng bàn tay ra, bút đại đạo xuất hiện trước mặt Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn tiểu tháp và bút đại đạo trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên, huynh yên tâm, không bao lâu sau, ta sẽ cho huynh một bất ngờ lớn. Diệp Huyên cười nói, ta rất mong chờ. Thanh Khâu gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, một ông lão đi vào trong đại điện, ông lão hơi hành lễ, viện trưởng, người của Dương tộc đến rồi. Dương tộc. Diệp Huyên nhíu mày, không gặp. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng cười, ta cũng không gặp sao. Nghe thấy giọng nói kia, Diệp Huyên đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười khổ, dừng bước, cho mời. Chấm chấm chấm. Cho mời. Diệp Huyên vừa dứt lời, một cô gái chậm rãi đi vào trong đại điện. Người đến chính là Đinh Thược Dược. Nhìn thấy Đinh Thược Dược, Diệp Huyên cười khổ, dì Đinh. Tuy hắn không có thiện cảm gì với Dương tộc, nhưng hắn vẫn là có thiện cảm đối với Đinh Thược Dược, bởi vì Đinh Thược Dược từng giúp hắn không ít. Dương tộc là Dương tộc, dì Đinh là dì Định, Diệp Huyên hắn ân oán rõ ràng. Đinh Thược Dược nhìn thấy Diệp Huyên, mỉm cười, tiểu tử, đã lâu không thấy. Diệp Huyên cười nói, dì Đinh. Đinh Thược Dược cười nói, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn thoáng qua Trương Sứ ở bên cạnh, người sau hành lễ thật sâu, sau đó lặng lẽ lui ra. Trong điện chỉ còn lại Đinh Thược Dược và Diệp Huyên. Đinh Thược Dược cười nói, cậu biết mục đích ta đến đây không? Diệp Huyên gật đầu, đoán được một chút. Đinh Thược Dược suy nghĩ, sau đó nói, vốn là muốn khuyên cậu, nhưng hiện tại ta thấy không cần thiết nữa rồi. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Đinh Thược Dược cười nói, thứ nhất, cậu tuyệt đối sẽ không trở về. Thứ hai, cậu cũng không cần phải trở về. Diệp Huyên trầm lặng. Đinh Thược Dược tiếp tục nói, Thanh Thi phạm phải một lỗi sai, bà ta không có ác ý với cậu, nhưng cách bà ta đối đãi với cậu sai rồi. Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh, ta không muốn quan tâm chuyện khác. Đinh Thược Dược thấp giọng thở dài. Giống như lời bà ấy nói, Tô Thanh Thi quả thật không có ác ý với Diệp Huyên, nhưng là, cách bà ta đối xử với Diệp Huyên sai rồi. Diệp Huyên từ nhỏ đã không lớn lên ở Dương tộc, hơn nữa Thanh Sam kiếm chủ lại nuôi thả hắn, bởi vậy, Diệp Huyên không có cảm giác thuộc về Dương tộc. Mà vào thời điểm này người trong Dương tộc lại nói Diệp Huyên là con riêng, với tính cách của Diệp Huyên, sao có thể nhẫn nhịn? Con riêng. Đây không đơn giản là sỉ nhục Diệp Huyên, cũng là đang sỉ nhục Đông Lý Nam. Đây có lẽ mới là nguyên nhân thật sự khiến Diệp Huyên tức giận đồng thời rút khỏi Dương tộc. Đinh Thược Dược lại thở dài, sau đó nói, tiểu tử, hiện tại tất cả mọi chuyện trong Dương tộc do ta phụ trách. Diệp Huyên mỉm cười, dì Đinh, chúc mừng. Nếu người đến là để khuyên ta trở về Dương tộc, thì không cần thiết, ta. Đinh Thược Dược cười nói, lần này ta đến không phải là khuyên cậu trở về Dương tộc. Diệp Huyên có hơi kinh ngạc, vậy lần này dì Đinh đến là? Đinh Thược Dược đột nhiên xoay người chỉ tay ra bên ngoài đại điện, trên quảng trường đá xanh ngoài đại điện có hơn 1 vạn người đứng đó. Diệp Huyên càng kinh ngạc, bọn họ là? Đinh Thược Dược cười nói, bọn họ đều là những nhân tài do ta tự bồi dưỡng, có nhân tài về phương diện quản lý, cũng có tri thức uyên bác, còn có một số tinh thông về suy luận tính toán. Tóm lại, mỗi một người trong bọn họ đều là nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực của mình. Nói xong,
Bà ấy nhìn Diệp Huyên, ta biết, cậu lập ra thư viện, cần rất nhiều nhân tài, đúng không? Diệp Huyên trầm lặng. Ninh Thược Dược lại nói, cậu chớ nghĩ nhiều, những người này đều do ta tự bồi dưỡng, tuy bọn họ là người của Dương tộc, nhưng là, bọn họ đều là do ta tự mình bồi dưỡng, cho nên, cậu không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ coi như là người của ta là được. Diệp Huyên không nói gì. Ninh Thược Dược bỗng nhiên mở lòng bàn tay ra, một tấm bản đồ từ từ bay đến trước mặt Diệp Huyên, đây là bản đồ vũ trụ của Dương tộc ta, tổng cộng có 36 vạn vũ trụ, trước khi đến đây ta đã hạ lệnh cho 36 vạn vũ trụ này mở thư viện, hiện tại thư viện đã được thành lập, cậu có phái người đến tiếp quản bất cứ lúc nào, về phương diện nhân tài, cậu không cần lo lắng, trước khi đến ta đã hạ một chiếu lệnh, giống như thế tục bình thường, xây dựng một kỳ thi cử, chọn lựa nhân tài. Không bao lâu nữa, còn có nhân tài không ngừng gia nhập vào thư viện của cậu. Về phần tài chính, cậu lại càng không cần lo lắng, mấy năm nay Dương tộc vẫn là có chút tiền tích góp. Diệp Huyên cười khổ, gì Đinh, gì? Ninh Thược Dược tiếp tục nói, xây dựng thư viện, quan trọng nhất là cái gì, cậu biết không? Ninh Thược Dược cười nói, thư cam kết ta viết, Tiểu Bạch đã ký dấu cam kết, cậu có thư cam kết này. Có thể có được sự tán thành của tất cả linh và thiên đạo của những vũ trụ hiện có và vũ trụ vô biên. Không chỉ như thế, cậu còn có thể nhận được sự giúp đỡ từ bọn chúng. Diệp Huyên im lặng, tay phải không khỏi run rẩy. Ninh Thược Dược cười nói, cậu có biết vũ trụ hiện có bao nhiêu vũ trụ không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Ninh Thược Dược mỉm cười, vũ trụ hiện có ít nhất mấy trăm tỷ vũ trụ lớn nhỏ, trong mấy trăm tỷ vũ trụ này. Có vô số thế lực lớn nhỏ, càng rắc rối phức tạp, cậu muốn thư viện của mình phân bố trên toàn vũ trụ, ngoài việc cần vạn vật vạn linh giúp đỡ, còn cần một tộc giúp đỡ. Nói xong, bà ấy xòe lòng bàn tay ra, một tờ giấy từ từ bay đến trước mặt Diệp Huyên, trên tờ giấy có một đạo thần lôi. Diệp Huyên có chút khó hiểu, đây là... Ninh Thược Dược cười nói, tộc trưởng thiên đạo tộc đã ký với ta một thỏa thuận. Thiên đạo tộc đã đồng ý giúp đỡ chúng ta trong vô số vũ trụ này. Người đời kính sợ thiên đạo, nếu là thiên đạo tộc bằng lòng gia nhập thư viện Quan Huyên. Nói đến đây, bà ấy khẽ nhếch khóe miệng, không nói tiếp nữa. Diệp Huyên trầm mặc. Ninh Thược Dược nói tiếp, thành lập thư viện, điều cần nhất là cái gì? Là luật pháp, một bộ luật pháp có thể quản lý cả vũ trụ. Trước khi ta đến đã triệu tập vô số người tri thức uyên bác để bọn họ lập ra một bộ luật pháp hoàn chỉnh. Nói xong, bà ấy mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Diệp Huyên, trong nhẫn chứa đồ có ước chừng hơn 1000 vạn quyển sách cổ rất dày. Diệp Huyên có hơi khiếp sợ, đây là... Ninh Thược Dược cười nói, luật pháp. Diệp Huyên khiếp sợ nói, nhiều như vậy. Ninh Thược Dược lắc đầu, cậu phải biết rằng, vũ trụ nhiều như vậy, mỗi nơi có phong tục khác nhau, bởi vậy, khi chúng ta lập ra luật pháp, cũng phải cân nhắc đến phong tục mỗi nơi. Đặc biệt là một số chủng tộc đặc biệt, quan niệm đạo đức của chúng ta không thích hợp với bọn họ, bởi vậy, phải lập ra luật pháp riêng cho bọn họ. Diệp Huyên im lặng. Ninh Thược Dược nói tiếp, mà sau khi có luật pháp, chúng ta cần phải có thực lực bảo vệ những luật pháp này. Ta biết, thư viện của cậu vừa mới thành lập, về phương diện nhân lực khẳng định không đủ, bởi vậy, ta đã giúp cậu lập một đội chấp pháp. Toàn bộ đội chấp pháp này đều do ta đích thân lựa chọn, về nhân phẩm hoàn toàn không có vấn đề. Tất cả 36 người, toàn bộ đều là cường giả hư ngã cảnh đỉnh cao, bọn họ có thể tự do xuyên qua các vũ trụ. Đương nhiên, chỉ 36 người khẳng định là thiếu, bởi vậy, ta lại để bọn họ chọn ra một vài người trong tộc, tính vào đại khái có 109 người, đều là cường giả đỉnh cấp. Ninh Thược Dược cười nói, ta biết, tính cách của cậu và cha cậu giống nhau, có đôi khi cũng sẽ hơi cực đoan, nhưng hiện tại, cậu là viện trưởng của một thư viện. Rất nhiều lúc quả thật không thể xử lý sự việc theo cảm tính, cậu thấy dì Đinh nói có đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Ninh Thược Dược khẽ gật đầu, cho nên, cậu bây giờ còn muốn từ chối ta không? Diệp Huyên. Ninh Thược Dược cười nói, ta biết, cậu cũng không oán hận Dương tộc, cũng không hận Thanh Thi, cái cậu hận là câu con riêng kia. Cậu chất vấn Thanh Thi, cậu có phải con riêng không? Ta biết, trong lòng cậu rất ủy khuất, nhưng ta cảm thấy... Cậu không cần chứng minh với bất cứ người nào về vấn đề cậu có phải con riêng hay không, cậu chính là cậu căn bản không coi trọng vị trí thiếu chủ Dương tộc, không phải sao? Diệp Huyên gật đầu, phải. Ninh Thược Dược khẽ cười,
sau đó mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên, trong nhẫn chứa đồ này có 200 tỷ trụ mạch, ngoài ra còn có các loại phương pháp tu luyện và thuật thần thông, một thư viện tất nhiên là cần bồi dưỡng lực lượng vũ trang, những thứ này hẳn là sẽ giúp ích cho cậu. Nói xong, bà ấy mỉm cười, bất kể như thế nào, chúng ta cũng là người một nhà, cậu thấy ta nói đúng không? Diệp Huyên nhìn thoáng qua nhẫn chứa đồ, hơi do dự, sau đó gật đầu, vâng. Ninh Thược Dược cười nói, ta không quấy rầy cậu nữa. Cậu đi bận việc đi. Nói xong, bà ấy xoay người rời đi. Khi đi đến trước cửa, bà ấy đột nhiên dừng lại, sau đó lại nói, lát nữa còn có một lễ vật lớn tặng cậu, đợi chút. Diệp Huyên vội vàng nói, dì Đinh, dì quá khách khí rồi. Ninh Thược Dược cười nói, người một nhà, nói những lời này làm gì? Nói xong, bà ấy xoay người rời khỏi đại điện. Trong điện, Diệp Huyên trầm lặng, hắn nhìn nhẫn chứa đồ trước mắt, có phải bản thân thật sự đã hơi hẹp hòi rồi không? Chấm 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 chấm. Sau khi Ninh Thược Dược rời khỏi đại điện, đi đến trong tầng mây, ở nơi đó có một cô gái lưng đeo kiếm. Người này chính là Tư Đồ Thính Vân. Tư Đồ Thính Vân nhìn xuống phía dưới, sau đó nói, thế nào? Ninh Thược Dược mỉm cười, đứa trẻ kia chỉ là có chút ủy khuất, hắn không thật sự hận chúng ta đâu. Tư Đồ Thính Vân trầm giọng nói, hắn bằng lòng quay về Dương tộc. Ninh Thược Dược lắc đầu, ta không bảo hắn quay về Dương tộc. Tư Đồ Thính Vân cau mày, vì sao? Ninh Thược Dược nhẹ giọng nói, bởi vì như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không quay về Dương tộc. Cho nên, chúng ta phải đổi cách thức, ví dụ như, để Dương tộc từ từ hòa nhập với Thư viện Quan Huyên. Tư Đồ Thính Vân do dự một lát, sau đó nói, có khác biệt không? Bên trong điện, sau khi Ninh Thược Dược rời khỏi, Diệp Huyên lắc đầu cười. Hắn thật sự không cách nào từ chối sự giúp đỡ của Ninh Thược Dược, sự giúp đỡ của bà ấy thật sự rất có ý nghĩa đối với Thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên không nghĩ gì nhiều, ngồi xếp bằng rồi từ từ nhắm hai mắt lại. Thượng thần cảnh. Sau khi theo Thanh Nhi đi dạo một vòng quanh bí cảnh, hắn thu hoạch được rất nhiều và cũng ngộ ra được rất nhiều. Chênh lệch về thực lực. Hắn vẫn còn kém rất xa so với mấy cao thủ trong bí cảnh, Thanh Nhi có thể xử lý mấy người đó trong tích tắc nhưng không đồng nghĩa với việc Diệp Huyên hắn cũng có thể xử lý được mấy người đó trong tích tắc. Chẳng hạn như mấy tên dị linh kia, nếu như đấu tay đôi thì chắc chắn hắn bây giờ không thể nào chống trả nổi. Nâng cao thực lực. Diệp Huyên bắt đầu lĩnh hội chí thần. Trong lúc Diệp Huyên tu luyện, sau khi Dương tộc gia nhập, Học viện Quan Huyên đã phát triển với tốc độ không thể nào tả nổi, mà thực lực thần bí Dương tộc này cũng dần dần lộ diện. Trước đây, Dương tộc chỉ ở vũ trụ tầng cao, nhưng bây giờ, Dương tộc đã bắt đầu gia nhập vào văn minh vũ trụ bên dưới. Đương nhiên, quan trọng nhất là ban đầu, Thư viện Quan Huyên chỉ mới có chút tiếng tăm, nhưng bây giờ Thư viện Quan Huyên đã ảnh hưởng đến cả vũ trụ hiện thời như một trận ôn dịch. Bên trong tiểu tháp, trên đài diễn võ, Thanh Khâu đứng trên bục đá, đối diện với gần 100 người ở cách đó không xa. 100 người này là những người được Thanh Khâu đích thân chọn từ Thư viện Quan Huyên và các vũ trụ lớn. Dẫn đầu là Đạo Lăng, bên cạnh y là Quân Tà, Thích Thiên và Thiên Khí. Bốn người này đều từng là huynh đệ của Diệp Huyên và bọn họ cũng là những người được Diệp Huyên đặc biệt tìm về, thiên phú của bốn người này phải nói là đỉnh của đỉnh, họ chỉ thiếu mỗi tài nguyên và nơi để phát huy. Thanh Khâu đảo mắt nhìn hết một lượt, mục tiêu của các ngươi là hư vô cảnh đỉnh phong. Muốn tiền có tiền, muốn cách tu luyện có cách tu luyện, muốn thời gian có thời gian. Nàng ấy nói xong thì quay đầu bỏ đi, nhưng sau đó lại nhanh chóng dừng lại, nói, người đạt đến hư vô cảnh đầu tiên sẽ được thưởng 2 tỷ trụ mạch, người đứng chót cùng sẽ phải rời khỏi đây. Nàng ấy nói xong thì biến mất. Mọi người ở đó nhìn nhau, sau đó bắt đầu điên cuồng tu luyện. Mặt khác, Thanh Khâu đang nhìn mọi người tại đó và mỉm cười. Tương lai không lâu nữa Thư viện Thanh Huyên sẽ có thêm một tốp lớn cao thủ siêu cấp. Một lúc sau, Thanh Khâu rời đi. Nàng ấy vừa rời khỏi tiểu tháp thì liền có một người phụ nữ xuất hiện trước mặt, đó là Ninh Thược Dược. Ninh Thược Dược nhìn Thanh Khâu, mỉm cười, Thanh Khâu cô nương, chào cô. Thanh Khâu gật đầu, người của Dương tộc hả? Ninh Thược Dược gật đầu, ta tên Ninh Thược Dược, là dì Đinh của ca ca cô.
Thanh Khâu mỉm cười, Đinh cô nương có việc gì không? Đinh Thược Dược mỉm cười, muốn bàn với cô về sự phát triển trong tương lai của Thư viện Quan Huyên. Thanh Khâu gật đầu, được. Đinh Thược Dược mỉm cười, sau khi Dương tộc gia nhập Thư viện Quan Huyên, giờ đây có thể nói là không nơi nào có thể bì lại Thư viện Quan Huyên. Nhưng theo điều tra của ta, bây giờ vũ trụ vô biên đã bắt đầu dục dịch rồi. Thanh Khâu bình thản, không nói gì. Đinh Thược Dược lại nói, ta đã điều tra thời đại bách tộc năm xưa, ở thời đại đó có vô số tộc, cao thủ thì nhiều không cần phải nói, nhưng cuối cùng thời đại đó đã bị vũ trụ vô biên tiêu diệt. Hơn nữa, nếu không nhờ chủ nhân của bút đại đạo ra tay thì vũ trụ hiện thời cũng không còn nữa. Thanh Khâu nhìn sang Đinh Thược Dược, ý của Đinh cô nương là sao? Đinh Thược Dược mỉm cười, nói kẻ địch bây giờ của chúng ta là vũ trụ vô biên đúng không? Thanh Khâu mỉm cười, không nói gì. Đinh Thược Dược nhìn Thanh Khâu cô nương không đánh giá cao vũ trụ vô biên sao? Thanh Khâu lắc đầu, chỉ có ba người họ mới có thể xem thường bên đó. Đinh Thược Dược nhìn thẳng vào Thanh Khâu cô nương không thể đạt đến trình độ của ba người đó sao? Thanh Khâu mỉm cười, tạm thời không thể. Đinh Thược Dược chau mày, tại sao? Thanh Khâu khẽ đáp, chưa đúng thời cơ. Thời cơ? Sự thắc mắc thoáng qua trong ánh mắt của Đinh Thược Dược, bà ấy nói, vậy lúc nào mới là thời cơ tốt nhất? Thanh Khâu mỉm cười, không nói gì. Đinh Thược Dược nhìn Thanh Khâu và không hỏi thêm nữa. Thanh Khâu bỗng nói, vũ trụ vô biên phức tạp hơn những gì cô nương nghĩ. Đinh Thược Dược hạ giọng nói, ta biết, đến cả chủ nhân bút đại đạo cũng không thể kiểm soát được bên đó. Thanh Khâu lắc đầu, cô nương lại sai nữa rồi. Đinh Thược Dược nhìn Thanh Khâu nhẹ nhàng nói, chủ nhân bút đại đạo mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô nương, hiện tại, không ai dám giết hắn, kể cả thiên mệnh váy trắng. Đinh Thược Dược chau mày, tại sao? Thanh Khâu đáp, vì hắn là nguyên nhân của tất cả, một khi hắn chết. Nàng ấy vừa nói vừa lắc nhẹ đầu, cô biết thiên mệnh váy trắng muốn làm gì không? Đinh Thược Dược lắc đầu. Thanh Khâu mỉm cười, nàng ấy muốn đẩy anh mình ra khỏi vòng tranh đấu này, nhưng chuyện này không thể gấp, nàng ấy phải đợi. Đinh Thược Dược im lặng một lúc rồi nói, thực lực của chủ nhân bút đại đạo mạnh đến mức nào? Thanh Khâu im lặng một lúc rồi nói. Không ai dưới tam kiếm có thể giết được hắn. Nàng ấy đang nói thì dừng lại một lúc rồi nói tiếp, tương lai ta cũng có thể. Đinh Thược Dược. Thanh Khâu lại nói, Đinh cô nương, thực lực của vũ trụ vô biên rất phức tạp, nếu tam kiếm không ra tay, với thực lực hiện tại, vũ trụ hiện thời chưa chắc có thể thắng. Vì vậy, bảo người của Dương tộc cẩn thận một chút. Nàng ấy nói xong thì bỏ đi. Đinh Thược Dược bỗng nói, đến vũ trụ vô biên xem thử không. Đằng xa. Thanh Khâu lắc đầu, đã có người đi rồi. Nàng ấy nói xong thì biến mất, Đinh Thược Dược lặng thinh, vũ trụ vô biên, thật ra nàng ấy cũng đã phái người đi. Đinh Thược Dược ngoảnh đầu nhìn về bầu trời sao phía xa, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng, từ sau khi người đàn ông áo xanh bỏ đi, bà ấy đã không liên lạc được với y nữa, không chỉ có bà ấy, đến cả Tô Thanh thì cũng không cách nào liên lạc được. Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện thế này, lẽ nào vũ trụ hiện thời sắp thay đổi thật rồi sao? Đinh Thược Dược chau mày. Tận sâu trong tinh không có một cô gái đang băng qua tinh vực. Cô gái mặc chiếc áo bào dài màu trắng, tóc cột cao, tay phải cầm một thanh thương dài. Tốc độ của cô gái cực kỳ nhanh, chớp mắt đã vượt mấy chục vạn tinh vực, không biết mất bao lâu, cô gái đến một nơi chưa được biết đến trong tinh không, một cánh cửa ánh sáng ảo khổng lồ xuất hiện trước mặt, cách nàng ta 1000 trượng. Cánh cửa ánh sáng đó dài và rộng phải đến cả 100 vạn trượng, bên trên cửa có một chữ lớn lơ lửng chấn. Chấn, một trong 6 chữ chân ngôn, có thể chấn tất cả của thế giới. Cô gái nhìn ra sau cánh cửa ánh sáng, nhưng đằng sau là một vùng hỗn độn, không thể nhìn rõ được gì. Cô gái thấy vậy thì hơi chau mày, một lát sau thì đi về phía cánh cửa ánh sáng. Lúc cô gái đến trước cánh cửa, chữ chấn trên cánh cửa bỗng rung nhẹ, sau đó một luồng sức mạnh đáng sợ ập đến, nhằm thẳng vào cô gái tóc đuôi ngựa. Cô gái tóc đuôi ngựa chau mày, lập tức đâm kiếm ra, huỳnh. Thanh kiếm dài vừa chém ra, luồng sức mạnh đáng sợ đó liền biến mất ngay. Cô gái tóc đuôi ngựa dùng mình rồi xông thẳng về phía cánh cửa ánh sáng. Lúc này, chữ chấn đó lại bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, ập về phía cô gái tóc đuôi ngựa. Cô gái tóc đuôi ngựa bình thản, giơ tay lên và đâm một thương.
luồng sức mạnh đáng sợ đó lập tức bị chấn động vỡ tan. Lúc cô gái tóc đuôi ngựa định xông vào trong cánh cửa ánh sáng thì bỗng có một bóng người xuất hiện phía trước cửa. Tiếp ngay đó, một trường ấn liền nhằm thẳng về phía cô gái tóc đuôi ngựa. Ánh mắt cô gái tóc đuôi ngựa hầm hầm, nàng ta đâm thương ra ngay lập tức. Cánh cửa ánh sáng bỗng rung lên dữ dội, những luồng sức mạnh đáng sợ lan ra xung quanh như sóng biển. Không bao lâu, cả tinh vực đã bắt đầu nóng lên. Lúc này, bóng người ảo trước mặt cô gái tóc đuôi ngựa dần dần chuyển thành thật, cũng là một cô gái đó mặc một chốc áo bào màu đen dài bó sát người, vóc dáng cao ráo, trên đầu có ba cái sừng. Cô gái áo đen nắm chặt nắm đấm, đỡ lấy cây thương dài của cô gái tóc đuôi ngựa. Lúc này, cô gái áo đen bỗng đấm một đấm, cô gái tóc đuôi ngựa nheo mắt, tay phải xoay mạnh. Đùng! Hai luồng sức mạnh đột ngột bộc phát ra. Tinh không bốn bề lập tức méo mó, cô gái áo đen thấy nắm đấm của mình không thể đánh lùi được cô gái tóc đuôi ngựa thì ánh mắt liền thoáng vẻ thắc mắc. Lúc này, chữ chấn trên đầu hai người họ bỗng rùng lên, tiếp đó, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp ập ngay về phía cô gái áo đen. Cô gái áo đen thấy thế thì giơ tay trái, đánh ra một chưởng với ánh mắt đầy sát khí. Bùm, chưởng ấn đó phóng lên trời, đập hẳn lên luồng sức mạnh khủng khiếp đó. Một làn sóng khí đột ngột giạt mạnh ra từ trung tâm, cô gái áo đen bị đánh lùi về sau hơn 100 trượng. Sau khi nàng ta dừng lại thì lập tức xông về phía trước, đấm mạnh về phía chữ chấn đó. Nắm đấm làm chữ chấn rung lắc mạnh, sau đó nứt ra. Cô gái tóc đuôi ngựa ở bên cạnh nhìn cô gái áo đen, không nói gì, cũng không ra tay. Đằng xa, cô gái áo đen nhìn chữ chấn đó, ánh mắt thoáng vẻ khinh thường, đây là cái được gọi là sáu chữ chấn ngôn sao. Thật nực cười, nàng ta nói xong thì biến mất. Tiếp ngay đó, một nắm đấm hướng thẳng về phía chữ chấn. Lúc này, chữ chấn cũng biến mất theo. Một luồng sức mạnh khủng khiếp đột nhiên bộc phát ra, cô gái áo đen liên tục lùi về sau, lúc lùi đến một vạn trượng thì dừng lại. Đằng xa, vết nứt trên chữ chấn càng lúc càng to hơn, cô gái áo đen lạnh lùng nhìn chữ chấn đó, hằn học nói, chỉ một chữ thôi mà cũng muốn khống chế chúng ta, rõ ràng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Nàng ta không ra tay nữa mà quay đầu đi về phía cánh cửa ánh sáng. Dường như nhớ ra gì đó nên nàng ta lạnh lùng nhìn sang cô gái tóc đuôi ngựa, nói với vẻ khó chịu, ngươi hãy chờ đấy. Nàng ta nói xong thì quay đầu, đi về phía cánh cửa ánh sáng. Lúc này, bỗng dưng có giọng nói từ đằng xa truyền đến, đợi đã. Cô gái váy đen quay lại, cách đó không xa, một cô gái tiến đến với tốc độ siêu nhanh, chưa mất bao lâu đã xông đến trước mặt cô gái váy đen. Cô gái đó mặc bộ đồ ngắn tay, quần dài, mang giày vải, không có đeo một cái túi vải nhỏ. Người tới là Tần Quan. Tần Quan nhìn cô gái váy đen, mỉm cười, cô nương, ta tên Tần Quan. Cô gái váy đen nhìn Tần Quan, không nói gì. Tần Quan mỉm cười, nói ta muốn đến vũ trụ vô biên của các ngươi mà làm ăn. Cô gái váy đen nói với vẻ mặt không cảm xúc cút. Tần Quan nghe vậy thì chau mày, đút tay phải vào trong túi vải nhỏ, thấy vậy. Cô gái váy đen cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, thế nào, muốn đánh nhau sao? Tần Quan có phần không vui, đánh nhau, đánh đấm gì chứ, ta là thục nữ. Cô gái váy đen nhìn Tần Quan, đang định lên tiếng thì Tần Quan bỗng lấy ra một vũ khí, sau đó kéo cò. Một luồng luồng sáng trắng quét qua từ trong sân. Ở phía xa, ánh mắt cô gái váy đen chợt thay đổi, nàng ta mở lòng bàn tay, sau đó siết chặt lại, quát lên một tiếng rồi đánh một quyền về phía trước. Quỳnh, một luồng sáng đen tựa như núi lửa bùng nổ trên nắm đấm của cô gái váy đen, ầm ầm. Chớp mắt, vùng tinh không này vang lên tiếng động đinh tai nhức óc, ngay sau đó, cô gái váy đen lập tức bị đánh bay ra ngoài vạn trượng, khi nàng vừa đứng lại thì lại có một luồng sáng trắng đánh đến. Thấy thế, cô gái váy đen lo sợ trong lòng, tay phải nàng ta đột nhiên vẽ một vòng tròn trước mặt, ngự. Một màn chắn màu đen bỗng ngưng tụ lại, ầm, một quầng sáng nổ tung. Sau đó màn chắn đen trước mặt cô gái váy đen cũng rung chuyển mạnh, tiếp đó, vùng thời không vị trí nàng ta lập tức sôi sục, giống như một chảo dầu sôi vậy, vô cùng kinh sợ. Lúc này, Tần Quan bỗng lấy từ trong túi ra một đống thần vật to chừng nắm tay, nàng ta chẳng buồn nhìn mà đã ném về phía cô gái váy đen, sau khi ném xong thì vội vàng dùng hai tay che tai mình lại. Rầm rầm rầm, ở phía xa, từng tiếng nổ như sấm chớp khắp nơi, thời khắc này cả tinh vực đều rung chuyển kịch liệt như gặp động đất. Không những vậy, thời không tinh vực xung quanh lúc này đột nhiên lại xuất hiện từng vết rạn li ti. Ở bên cạnh,
Cô gái cột tóc đuôi ngựa liếc nhìn Tần Quan, không nói gì. Một lúc sau, thời không xung quanh khôi phục lại bình thường, mà lúc này, cô gái váy đen kia vẫn còn, nhưng chỉ còn lại linh hồn, giữa trán nàng ta có một lá bùa đen bay lơ lửng, chính nhờ lá bùa này đã bảo vệ được linh hồn. Cô gái váy đen nhìn Tần Quan phía xa, có chút ngơ ngác, ngươi làm cái quái gì vậy? Tần Quan chớp mắt, ngươi vẫn chưa chết à? Nói rồi, nàng ta bỏ tay phải vào trong túi vải, tìm mò cả nửa ngày, đột nhiên nàng ta lấy ra một quả cầu tròn, trông như dưa hấu, nhưng lại là màu đen, trên đỉnh quả cầu này còn có một sợi dây dài. Nhìn thấy quả cầu màu đen, vẻ mặt cô gái váy đen lập tức thay đổi, ngươi đang chơi trò gì vậy? Tần Quan cười hi hi, tinh đạn. Nói xong, nàng ta bật tay phải, đầu ngón cái bùng lên ngọn lửa, sau đó, nàng ta châm vào sợi dây trên đỉnh tinh đạn kia. Bù! Sợi dây sau khi được châm lửa, Tần Quan vội thả tay, quay người chạy đi, như nghĩ đến gì đó, nàng ta còn liếc nhìn cô gái tóc đuôi ngựa phía xa, chạy đi. Cô gái tóc đuôi ngựa chần chừ rồi cũng quay người chạy đi. Ở phía xa, cô gái váy đen có phần sững sờ, chơi thứ gì vậy chứ? Ngay lúc này, quả tinh đạn kia đột nhiên biến thành một luồng sáng đen bắn về phía cô gái váy đen. Thấy vậy, vẻ mặt cô gái váy đen lập tức thay đổi, lúc này, nàng ta đã ngửi được hơi thở của thần chết rồi, muốn trốn nhưng đã muộn, quả tinh đạn kia đã bay đến trước mặt nàng ta rồi. Thấy không còn đường trốn, ánh mắt cô gái váy đen bỗng trở nên hung tàn, nàng ta giống một tiếng, sau đó lao mạnh về trước, đánh mạnh một quyền. Lúc này, nàng ta lựa chọn chống trả. Đột nhiên, vùng tinh vực này rung chuyển dữ dội, sau đó, một đám mây nấm rộng chừng trăm vạn trượng bỗng phóng lên trời, đồng thời, tinh không trong phạm vi mấy nghìn vạn trượng lập tức nứt vỡ, tựa như một mặt gương bị đánh nứt ra, vô cùng đáng sợ. Cứ như vậy, sức mạnh đó tàn phá chừng một khắc đồng hồ, sau đó tinh vực này mới dần dần khôi phục lại bình thường, mà không gian xung quanh cũng khôi phục lại bình thường nhờ một luồng sức mạnh chưa biết. Lúc này, Tần Quan và cô gái tóc đuôi ngựa lại xuất hiện trong sân, còn cô gái váy đen kia thì đã không còn tồn tại. Không chỉ vậy, cánh cửa luồng sáng kia cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, trong tinh môn, tựa như đang có thứ gì đó đang sôi sục. Thấy vậy, cô gái tóc đuôi ngựa không nhìn được mà liếc nhìn Tần Quan bên cạnh. Tinh đạn gì đó của cô gái này suýt nữa đã phá hủy cánh cửa luồng sáng này rồi, đây chính là kết giới do chỉ nhân bút đại đạo năm đó đã thiết kế. Tần Quan vỗ tay. Sau đó quay người nhìn cô gái tóc đuôi ngựa, nàng ta khẽ cười, An Võ Thần, xin chào. Cô gái tóc đuôi ngựa trước mặt này, chính là An Võ Thần, An Lan Tịnh. Lan Tịnh nhìn Tần Quan, gật đầu, xem như chào hỏi. Tần Quan nhìn cảnh của luồng sáng phía xa, sau đó cười nói, lần này An Võ Thần đến đây, cũng là để đánh vũ trụ vô biên. An Lan Tịnh gật đầu, Tần Quan chớp mắt, hay là cũng đi vào xem đi. An Lan Tịnh nhìn cánh cửa luồng sáng phía xa, gật đầu. Tần Quan cười nói, đi. Nói xong, nàng ta lập tức bay về phía cách cửa luồng sáng. An Lan Tịnh cũng đi theo. Ngay sau đó, hai người đã biến mất. Mà sau khi hai cô gái biến mất không lâu, một cô gái bỗng bước ra từ trong cánh cửa luồng sáng. Cô gái này mặc một trường bào màu tím sát người, vòng eo mảnh mai thắt nơ, buộc chặt. Tóc cô gái buông dài để xõa ra sau. Trên đầu còn có hai chiếc sừng trông rất đáng yêu. Trong tay phải cô gái còn cầm quạt giấy, trên quạt có vẽ một bức sơn thủy đồ. Khi cô gái này xuất hiện trong sân, chữ chấn trên cánh cửa luồng sáng bỗng chuyển động, sau đó, một luồng sáng trắng bay về phía cô gái. Cô gái váy tím cũng chẳng nhìn, cầm quạt trong tay vung lên. Luồng sáng trắng vỡ vụn, chữ chấn lập tức bùng nổ, hoàn toàn biến mất khỏi đất trời. Vẻ mặt cô gái váy tím bình tĩnh. Chậm rãi bước về phía xa, không lâu sau đã biến mất nơi chân trời tinh không. Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài bỗng vang lên trong sân, Kháo Sơn Vương, xong rồi. Tại trung thế giới, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi, hắn nhắm hai mắt, như lão Tăng Ni ngồi thiền vậy, cứ thể, Diệp Huyên ngồi từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, rồi từ khi mặt trời lặn ngồi đến lúc mặt trời mọc. Mà trên người hắn, có một luồng kiếm ý lơ lửng bay quanh. Kiếm ý nhân gian. Sau khi thư viện Quan Huyên càng lúc càng mạnh, kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên cũng tăng mạnh với tốc độ rất kinh khủng. Bởi vì hiện tại hắn là viện trưởng của thư viện Quan Huyên, hễ là người của thư viện Quan Huyên thì đều tôn thờ hắn. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt, hắn mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay, một luồng kiếm ý bỗng biến thành một thanh kiếm phóng lên trời, vù.
Trong tinh không sâu thẳm, một tiếng kiếm bỗng vang lên. Lúc này, Diệp Huyên từ từ đứng dậy, hắn mở lòng bàn tay, thanh kiếm kia lập tức rơi vào trong tay hắn. Diệp Huyên hít sâu một hơi, một luồng hơi thở kinh người bỗng từ trong cơ thể hắn sôi sục ra ngoài, nhưng biến mất nhanh chóng. Chí thần lúc này, hắn đã đạt đến chí thần cảnh. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm do kiếm ý nhân gian ngưng tụ trong tay, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, kiếm ý nhân gian của hắn rất mạnh, mạnh đến mức hắn cũng có chút hoảng sợ. Lúc này, trường sứ xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, ông ta khẽ thi lễ, viện trưởng. Diệp Huyên thôi nghĩ, khẽ nói, thư viện tại trung thế giới bây giờ sao rồi? Trường sứ cười nói, rất tốt. Diệp Huyên lại hỏi, Dương tộc thì sao? Trường sứ thấp giọng nói, Dương tộc đang giúp đỡ chúng ta, có sự trợ giúp của bọn họ, hiện tại chúng ta đã lập ra thư viện trong vô số vũ trụ, không bao lâu nữa, thư viện quan huyên chúng ta sẽ trải khắp cả vũ trụ hiện hữu. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, có xảy ra rắc rối gì không? Trương Sứ khẽ cười, chỉ là một vài chuyện nhỏ, chúng ta có thể xử lý được. Diệp Huyên quay đầu nhìn Trương Sứ, cười nói, lão Trương, hiện tại ông đang giữ chức vụ gì tại thư viện? Trương Sứ lắc đầu khẽ cười, ta không có bất kỳ chức vụ gì trong thư viện cả, chính là giúp việc cho Thanh Khâu cô nương thôi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy tạm thời không cho ngươi chức vị. Ngươi cứ nghe theo lệnh từ nha đầu Thanh Khâu đi. Trương Sứ gật đầu, được. Thật ra ông ta cũng không quan tâm đến chức vụ gì đó, vì hiện tại ai cũng biết Trương Sứ hắn là thân tín của Diệp Huyên, ai dám không nể mặt ông ta chứ. Diệp Huyên bỗng nói, đi, đi dạo thôi. Trương Sứ vội gật đầu, được. Diệp Huyên đưa Trương Sứ biến mất, không lâu sau, Diệp Huyên đã đến Thư viện Quan Huyên tại Trung Thế Giới. Thư viện Quan Huyên tại Trung Thế Giới nằm trên một dãy núi này đều là địa bàn của Thư viện Quan Huyên, rất lớn. Diệp Huyên đến ngọn núi chính, cũng chính là chủ viện của Thư viện Quan Huyên, khi vừa đến gần chủ viện, Diệp Huyên đã nghe thấy tiếng đọc sách. Trương Sứ ở bên cạnh Diệp Huyên khẽ cười, viện trưởng, đây là buổi đọc sáng. Cũng giống với Thư viện Quan Huyên tại Vũ trụ Chư Thần, ở đây chúng ta cũng có viên viện và võ viện, đương nhiên, người của văn viện cũng có thể học võ, mà người của võ viện cũng có thể đến văn viện. Diệp Huyên hỏi, có người của võ viện nguyện ý đến học văn không? Trương Sứ gật đầu, có. Bởi vì mỗi tháng chúng ta đều có thi kiểm tra, người của võ viện, không chỉ có thi võ, mà thi cả văn. Vì vậy, người của võ viện buộc phải học văn, mà học viện chúng ta là theo quy chế đào thải. Một khi không hợp quy cách, sẽ bị đào thải. Hiện tại Thư viện Quan Huyên chúng ta có thể nói là có phúc lợi tốt nhất trong các thế lực lớn, vì thế, có rất nhiều người cố hết sức đều muốn gia nhập với chúng ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, tiêu chuẩn nhận người thì sao? Trương Sứ nói, chúng ta nhận người, ngoài thiên phú tốt, còn chọn một vài người có tâm tính tốt và kiên trì, những người này thiên phú có thể không quá tốt, nhưng tâm tính tốt, chịu cố gắng, cũng không tệ. Diệp Huyên gật đầu, được. Trương Sứ khẽ cười, viện trưởng, trước giờ người chưa từng xuất hiện ở đây, lần này, người phải đi gặp bọn họ. Nói rồi, ông ta khẽ dừng lại rồi nói tiếp, lúc trước Thanh Khâu cô nương cũng từng nói đến chuyện này, nói nếu viện trưởng có thời gian phải lộ diện ở khắp nơi, nếu không, thư viện thành lập, mà viện trưởng như người lại trước giờ không lộ mặt, chuyện này cũng không hay. Diệp Huyên cười nói, được. Trương Sứ đang định nói thì ngay lúc này, Diệp Huyên bỗng quay đầu nhìn qua, dưới chân núi không xa, có một thiếu niên đang quỳ, thiếu niên thoạt nhìn chừng 11-12 tuổi, cứ vậy quỳ ở đó. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, đây là... Trương Sứ thấp giọng nói, thiếu niên này tên Lục Phong, không lâu trước đây đã bị đào thải, hắn không chịu rời đi, vì vậy cứ quỳ ở đấy. Diệp Huyên hỏi, tại sao lại bị đào thải? Trương Sứ nói, thi văn không đạt. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó biến mất, Trương Sứ vội đi theo. Diệp Huyên và Trương Sứ xuất hiện trước mặt thiếu niên. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên và Trương Sứ, sau đó rời tầm mắt, Diệp Huyên chưa từng xuất hiện trong thư viện, vì vậy thiếu niên này cũng không nhận ra Diệp Huyên. Còn Trương Sứ, ông ta cũng rất ít khi xuất hiện trong thư viện, mà dù có xuất hiện thì đều chỉ đạo một vài việc cấp cao. Diệp Huyên cười nói, ngươi không thích đọc sách. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, đọc sách có tác dụng gì? Thế giới này, kẻ mạnh được tôn trọng, nắm đấm mới là vương đạo. Diệp Huyên cười nói, vậy ngươi nghĩ hiện tại nắm đấm ngươi đủ mạnh không? Vẻ mặt thiếu niên cứng đờ, không đủ. Diệp Huyên gật đầu, ngươi nói đúng, nhiều lúc, nắm đấm mới là vương đạo, nhưng hiện tại nắm đấm ngươi không đủ mạnh, không phải sao? Thiếu niên siết chặt hai tay, chỉ im lặng,
Diệp Huyên quay đầu nhìn Trương Sứ, thành tích của hắn ở võ viện thế nào. Trương Sứ nói, trong top 5 người đứng đầu. Diệp Huyên cười nói, ngươi chỉ là trong 5 người đứng đầu, mà người ở trên ngươi đều đi học, tuân thủ quy tắc học viện, ngươi dựa vào đâu không tuân thủ. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, đọc sách có tác dụng gì? Diệp Huyên khẽ cười, tác dụng rất nhiều, hiểu chuyện, phân đúng sai, có suy nghĩ bản thân, đương nhiên, chuyện quan trọng nhất là, để chúng ta tu thân dưỡng tính, trong tâm lương thiện. Ánh mắt thiếu niên có chút hung tàn, ta cảm thấy những thứ này đều là thứ bỏ đi, ta chỉ biết, nắm đấm ta không đủ mạnh, nếu nắm đấm ta đủ mạnh, ta có thể thay đổi quy tắc thư viện, nắm đấm ta chính là đạo lý của ta, là đạo lý của tất cả mọi người, nghe vậy, Trương Sứ nhíu chặt mày. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ngươi suy nghĩ giống ta lúc trước, hiện tại nếu ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi được vào thư viện lần nữa, ngươi có nguyện ý thay đổi bản thân, đi học không? Thiếu niên bỗng thi lễ, ta nguyện ý. Trương Sứ, Diệp Huyên, ta nguyện ý. Diệp Huyên nhìn thiếu niên trước mặt, cũng không biết nói gì, đương nhiên, hắn càng cảm thấy buồn cười nhiều hơn. Tên nhóc này, trông xuề xòa, nhưng thực ra tâm tính rất tinh tế. Rõ ràng, đối phương đã phát hiện ra thân phận hắn và Trương Sứ không hề đơn giản. Diệp Huyên khẽ cười, người biết ta là ai sao? Lục Phong khẽ thi lễ, viện trưởng. Viện trưởng, Diệp Huyên có phần hiếu kỳ, sao ngươi nhận ra ta? Lục Phong ngẫm nghĩ, sau đó nói, bọn họ nói viện trưởng trông rất anh tuấn tiêu sái. Nói rồi, hắn ta liếc nhìn Diệp Huyên, người rất đẹp trai. Trương Sứ, Diệp Huyên sững người, sau đó cười ha ha rồi nói, đến thư viện đi. Lục Phong đứng dậy hành lễ, đa tạ viện trưởng. Nói xong, hắn nhanh bước đi vào trong thư viện. Trương Sứ nhìn Lục Phong phía xa, muốn nói lại thôi. Diệp Huyên khẽ nói, đang lo lắng sao? Trương Sứ gật đầu, Diệp Huyên cười nói, tên này tâm tư tinh tế, biết thay đổi linh hoạt, là một hạt giống tốt, nhưng trong xương cốt lại có sự tàn nhẫn và cực đoan. Tàn nhẫn thì không sao, nhưng sự cực đoan kia của hắn. Cần dẫn đường thêm. Trương Sứ chần chừ rồi nói, nếu không dẫn đường tốt được thì sao? Diệp Huyên khẽ cười, đó là do chúng ta bất tài. Nói xong, hắn quay người đi vào trong thư viện phía xa. Trương Sứ im lặng một lúc rồi đi theo. Sau khi đi vào thư viện, Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, không thể không nói, thư viện này được thiết kế rất tao nhã, nhất là văn viện, khắp nơi tràn ngập mùi sách, không chỉ vậy, bầu không khí học tập trong văn viện cũng rất nổi bật. Tại trung thế giới, thư viện Quan Huyên có tổng cộng hơn 10.000 người, có thể nói, nơi này tập trung đủ các thiên tài yêu nghiệt trong thế giới, đương nhiên, cũng là vì phúc lợi của thư viện Quan Huyên quá tốt, muốn tài nguyên tu luyện thì có tài nguyên tu luyện, muốn có cách thức tu luyện thì có cách thức tu luyện, có thể giúp bọn họ nâng cao bản thân được rất nhiều. Vì vậy, có vô số yêu nghiệt và thiên tài đều hy vọng có thể gia nhập thư viện Quan Huyên, mà các thế lực lớn, vì không để gia tộc mình lạc hậu, cũng đều đưa thiên tài yêu nghiệt trong tộc đến thư viện Quan Huyên. Một thiên tài yêu nghiệt có tiền đồ thì càng có năng lực trợ giúp gia tộc bản thân. Cũng chính vì nguyên do này, mà quan hệ giữa thư viện Quan Huyên và các thế lực trong vũ trụ rất tốt, đương nhiên, chủ yếu còn bởi vì nguyên do bản thân thư viện Quan Huyên thực sự quá mạnh, mạnh đến mức khiến các thế lực đều không dám có ý đồ khác. Đi dạo một vòng, Diệp Huyên lại đưa Trương Sứ rời khỏi thư viện. Diệp Huyên rời khỏi trung thế giới, đến vũ trụ chư thần. Vũ trụ chư thần hiện tại đã hoàn toàn là thiên hạ của thư viện Quan Huyên rồi. Bởi vì hiện tại thư viện Quan Huyên của vũ trụ chư thần chính là tổng viện. Diệp Huyên cũng không quay về thư viện ngay, mà đến Tiên Cổ Thành. Vừa đến Tiên Cổ Thành, một cô gái đã xuất hiện trước mặt hắn, người này chính là thành chủ Tiên Cổ Thành hiện nay, Tiên Cổ Yêu. Nhìn thấy Tiên Cổ Yêu, Diệp Huyên khẽ cười, đã lâu không gặp. Tiên Cổ Yêu trừng mắt nhìn Diệp Huyên, ta còn tưởng ngươi quên ta rồi kìa. Diệp Huyên cười ha ha, ta có quên chính mình cũng sẽ không quên cô. Tiên Cổ Yêu chừng nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt tươi cười vui vẻ hơn. Diệp Huyên khẽ nói, dạo này vẫn tốt chứ? Tiên Cổ Yêu khẽ gật đầu, vẫn tốt. Diệp Huyên cười nói, không nhớ ta sao? Tiên Cổ Yêu liếc nhìn Diệp Huyên, chớ có nói mấy lời cợt nhả đó. Diệp Huyên cười ha ha, cũng không khó chịu, nắm lấy tay Tiên Cổ Yêu đi về phía xa. Trương Sứ ở bên cạnh vội vàng lẳng lặng lui xuống. Bị Diệp Huyên nắm tay, gương mặt Tiên Cổ Yêu bỗng ửng hồng, nàng ấy khẽ rút ra, thấy không rút được, nàng ấy liền trừng mắt nhìn Diệp Huyên, để mặc Diệp Huyên kéo đi. Hai người đều không nói chuyện, cứ vậy tay nắm tay đi về phía xa. Một lúc sau, Tiên Cổ Yêu bỗng tựa đầu vào vai Diệp Huyên,
nhẹ giọng nói, ta còn tưởng ngươi đã quên ta rồi. Diệp Huyên lắc đầu, sao được chứ? Tiên cổ yêu ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, ngươi thích ta không? Diệp Huyên gật đầu. Tiên cổ yêu khẽ cười, hai mắt chậm chậm nhắm lại, vậy là đủ rồi. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nắm chặt tay tiên cổ yêu. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyên cũng có chút bùi ngùi, hắn phát hiện, về phương diện tình cảm, hắn thật sự có chút nhu nhược. Thích chính là thích, hà tất phải vòng vo. Nếu không thích, thì ngay từ đầu không nên đi trêu chọc người ta, mà nếu thích rồi. Thế cứ xông lên thôi. Con gái nhiều lúc không sợ cầm thú, mà sợ người không bằng cầm thú. Tiên cổ yêu chợt hỏi, ngươi thích bao nhiêu người? Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tiên cổ yêu nhìn thẳng Diệp Huyên, đợi Diệp Huyên trả lời. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, lúc ta và cô ở cạnh nhau, thì người thích nhất là cô. Tiên cổ yêu ngây người, sau đó trừng mắt nhìn Diệp Huyên, nhưng cũng không hỏi thêm về chuyện này. Diệp Huyên cười ha ha, đi dạo cùng tiên cổ yêu một vòng thì hai người chia tay. Nhìn Diệp Huyên biến mất nơi chân trời phía xa, tiên cổ yêu khẽ cười, sau đó nhìn người gỗ nhỏ trong tay, người gỗ này giống hệt nàng ấy, do Diệp Huyên tự mình khắc. Nhìn người gỗ trong tay một lúc lâu, nàng ấy quay người rời đi. Hôm nay, nàng ấy rất vui, bởi vì Diệp Huyên không mập mờ, mà đã thừa nhận nàng ấy rồi. Sau khi rời khỏi tiên cổ thành, Diệp Huyên quay về thư viện Quan Huyên. Nơi này rất quen thuộc. Sau khi vào thư viện, Diệp Huyên đã nhìn thấy viện chủ Văn Viện, Thư Hiền. Thư Hiền khế thi lễ với Diệp Huyên, viện chu. Diệp Huyên cười nói, thư lão, lần sau gặp ta, không cần hành lễ xã giao như vậy. Thư Hiền lại lắc đầu, đây là quy tắc, nhất định phải tuân thủ. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, tùy ông vậy. Nói xong, hắn nhìn xung quanh. Hiện quy mô của thư viện Quan Huyên so với trước kia đã khuếch trương gấp cả trăm lần, hơn nữa, vẫn đang tiếp tục mở rộng, bởi vì liên tục có các thế lực gia nhập thư viện Quan Huyên không ngừng. Diệp Huyên bỗng nó, đế âm tộc kia, với một vài người ta mời đến gia nhập thư viện, bọn họ không làm ra chuyện gì chứ. Thư Hiền vội lắc đầu, không có, đều rất tuân thủ quy tắc. Diệp Huyên cười nói, vậy thì tốt, hắn sợ nhất là những người kia gia nhập thư viện Quan Huyên rồi sẽ gây chuyện. Thư Hiền thấp giọng nói, bọn họ đều là do Thanh Khâu quản lý. Diệp Huyên gật đầu, trong thư viện Quan Huyên, cũng chỉ có Thanh Khâu mới có thể quản lý những người kia, nhất là thiên tộc, hai vị trong thiên tộc kia đều là cao thủ chân ngộ cảnh, dù đặt trong dương tộc, cũng xem như là cao thủ đỉnh cao rồi. Lúc này, hai người của thiên tộc xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhìn thấy Diệp Huyên, hai người vội hành lễ, bái kiến tộc trưởng. Diệp Huyên liếc nhìn đánh giá bọn họ. Sau đó cười nói, ở trong thư viện có quen không? Hai người vội gật đầu. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó nói, vẫn không biết hai người xưng hô thế nào. Người đàn ông mặc giáp vàng cầm kiếm bên trái vội nói, thuộc hạ A Tả, vị cầm đao bên cạnh là Cố Hữu. Diệp Huyên gật đầu, các ngươi đều là cao thủ chân ngộ cảnh, là người có võ lực cao nhất hiện nay của thư viện Quan Huyên ta, vì vậy, sự an toàn của thư viện Quan Huyên đều giao cho các ngươi. Còn nữa, bình thường nếu các ngươi không có chuyện gì, thì có thể giúp đỡ các học sinh trong thư viện, dùng thực lực của các ngươi chỉ điểm cho bọn họ sẽ đạt được nhiều thứ. A Tả vội nói, được. Nói xong, hắn ta như muốn nói gì lại thôi. Diệp Huyên cười nói, muốn nói gì cứ nói. A Tả trầm giọng nói, tộc trưởng, lúc trước chúng ta tưởng rằng đã không còn người trong tộc, đến mấy hôm trước, chúng ta thử tìm kiếm thì phát hiện, trận chiến năm đó, có một vài nhánh thiên tộc không tham gia trận chiến, vì vậy, thiên tộc ta vẫn còn một vài người sống trên thế gian, chúng ta muốn để bọn họ đến tham gia thư viện. Diệp Huyên cười nói, đương nhiên có thể. Đây là chuyện tốt. Nghe vậy, A Tả vội thi lễ cẩn thận, đa tạ tộc trưởng. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta biết các ngươi đang nghĩ gì, bởi vì ta không phải thiên tộc, vì vậy, các ngươi lo lắng ít nhiều. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, hiện tại ta là tộc trưởng thiên tộc, chuyện của thiên tộc chính là chuyện của ta. Còn nữa, ta sẽ không làm tộc trưởng thiên tộc mãi, sau này, ta sẽ tìm cơ hội thích hợp để người thích hợp của thiên tộc các ngươi tự làm tộc trưởng. A Tả và Cố Hữu đều ngây người, sau đó, vẻ mặt hai người đều hoảng sợ, đang muốn nói gì đó thì Diệp Huyên lại nói, tộc trưởng thiên tộc, đương nhiên phải do người thiên tộc đảm nhận, tất nhiên, ta vẫn trông coi thiên tộc. A Tả có chút do dự, thật ra, hắn ta và Cố Hữu đương nhiên muốn người thiên tộc làm tộc trưởng, nhưng hiện tại, bọn họ biết rõ. Chỉ có Diệp Huyên mới có thể dẫn dắt thiên tộc đi tiếp. Lúc này, Cố Hữu ở bên cạnh vẫn chưa nói gì bỗng lên tiếng,
ta lại có một suy nghĩ, chúng ta hoàn toàn có thể tìm một nữ tử xinh xắn trong tộc kết hôn với tộc trưởng, đứa con do hai người sinh ra sẽ làm tộc trưởng, đây chẳng phải là cách vẹn toàn đôi bên sao? Vẻ mặt Diệp Huyên lập tức u ám, người đây là đang tính kế lên thân thể ta sao? Cố Hữu nói xong, cảm giác suy nghĩ của bản thân rất hay, lập tức cười nói, tộc trưởng, ta cảm thấy cách này có thể. Rất tốt, người, Diệp Huyên bỗng xua tay, con trai của ta, không làm tộc trưởng thiên tộc được. Cố Hữu có phần không hiểu, tại sao? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, bởi vì hiện tại tạm thời ta không sinh được con. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cố Hữu, sinh con, Diệp Huyên cũng cạn lời. Mỗi lần hắn ở cùng Thác Bạt Ngạn, thật ra, đều không làm biện pháp bảo vệ gì cả, nhưng Thác Bạt Ngạn vẫn không thể có con. Mới đầu hắn cũng khó hiểu, sau này dần dần hiểu ra. Con của hắn có thể sẽ là người thiên mệnh kế tiếp, vì vậy, có thể phải gặp người thích hợp mới sinh được. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc ai mới là người thích hợp? Thử với từng người, nghĩ đến đây, Diệp Huyên vội lắc đầu, đột nhiên hắn phát hiện, bản thân hình như có hơi háo sắc. Ngay khi Diệp Huyên muốn rời đi, thì bỗng nhiên, ở phía xa xuất hiện một cô gái mặc trường bào tím. Thấy vậy, Diệp Huyên nheo mắt, còn A Tả và Cố Hữu ở bên cạnh lập tức chắn trước mặt Diệp Huyên, cô gái áo tím đột nhiên quét tay qua. Ầm ầm, A Tả và Cố Hữu đã là chân ngộ cảnh nhưng vẫn không kịp phản ứng lập tức bị đánh bay mấy trăm trượng. Thấy vậy, Diệp Huyên không hề do dự, lập tức nâng hai tay, ta đầu hàng, ta không phản kháng. Phải nói rằng, giờ phút này Diệp Huyên có chút ngơ ngác. A Tả và Cố Hữu là những cao thủ cỡ nào? Kia chính là cao thủ chân ngã cảnh, là cảnh giới cao nhất mà hắn từng thấy. Nhưng, hai người thế mà lại cứ thế lập tức bị đánh bay. Còn chơi kiểu gì nữa? Định luật ba ngày lại tới nữa. Diệp Huyên cạn lời, Thanh Nhi đi rồi, hắn lại không ngầu quá ba ngày. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, nhìn cô gái trước mặt. Nàng ta mặc một bộ trường bào màu tím bó sát người, tóc dài xõa vai, trên đầu mọc hai cái sừng. Diệp Huyên đang định nói chuyện, nhưng lúc này, cô gái áo tím bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hắn híp mắt lại rồi chợt biến mất. Sát na vô địch, hắn trực tiếp nhảy ra khỏi mảnh vũ trụ hiện tại. Nhưng lúc này, bàn tay của cô gái áo tím kia lại quỷ dị bóp lấy cổ hắn rồi dùng sức. Không chút do dự hay nói nhiều. Một sức mạnh khủng bố lan rộng cơ thể Diệp Huyên, nhưng trong phút giây này, Diệp Huyên là vô địch. Cô gái áo tím thấy cảnh đó thì cau mày lại. Còn trong lòng Diệp Huyên lại hoảng hốt không thôi. Giờ phút này, hắn là vô địch nhưng lại phát hiện chiến giáp của nhị nha trên người vậy mà lại trực tiếp nứt thành mạng nhện. Cô gái này là ai? Diệp Huyên không kịp nghĩ nhiều, đâm mạnh ra một kiếm. Bốn bóng người xuất hiện xung quanh cô gái áo tím, sau đó bốn luồng kiếm quang trực tiếp chém thẳng về phía nàng ta, kiếm quang phá hủy mọi thứ bổ tới. Cô gái áo tím bỗng nhiên vung tay lên, ầm ầm, kiếm quang vỡ vụn. Bốn bóng người kia cũng bị đánh bay ra vạn trượng. Diệp Huyên thấy vậy, con người chợt co rút, lòng thầm hoảng sợ. Sau khi đánh bay bốn bóng người kia, cô gái áo tím bỗng nhiên biến mất, sau đó bốn bóng người màu tím chợt lóe lên giữa sân. Đằng xa, bốn bóng người do Diệp Huyên thả ra đột nhiên hóa thành bốn luồng kiếm quang biến mất khỏi tại chỗ. Cứng đối cứng, âm đoàng, thoáng chốc, bốn luồng kiếm quang lập tức nổ tung, bốn bóng người cầm trường kiếm trong tay cũng biến mất. Diệp Huyên đằng xa thấy vậy thì xa sầm nét mặt. Rốt cuộc thì cô gái kia là ai? Cô gái áo tím xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó tay phải nàng ta chộp một cái. Cứ thế, Diệp Huyên trực tiếp bị một sức mạnh khủng bố kéo ra khỏi thời không không biết tên kia. Mới vừa ra khỏi đó, cô gái áo tím kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên dốc hết sức mạnh bổ thẳng một kiếm xuống, hắn không những thả ra tất cả kiếm ý còn kích hoạt huyết mạch bản thân. Ngoài ra còn sử dụng nhân linh chi lực. Một kiếm này vừa xuất hiện, đất trời lập tức biến sắc. Xong, nó lại ngừng lại trước trán của cô gái áo tím kia nửa tấc vì bị hai ngón tay kẹp lấy. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh đó thì híp mắt lại, cơ thể nhoáng lên, dứt khoát lùi lại. Nhưng ngay sau đó, đã có một nắm tay đấm thẳng lên ngực hắn. Đùng, cơ thể Diệp Huyên trực tiếp gập lại như con tôm, chiến giáp trên người cũng run lên rồi hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn tung tóe ra xung quanh, ầm. Thoáng chốc, Diệp Huyên đã bị đánh bay ra mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên ngẩng phát đầu lên, đang định ra tay thì bấy giờ cô gái áo tím kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên thấy cô gái áo tím đó thì sắc mặt lập tức xa sầm. Một sự đả kích to lớn,
cô gái trước mặt tuyệt đối không phải hắn của bây giờ có thể chống lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ai có thể làm lơ sát na vô địch, còn phá hủy chiến giáp của nhị nha. Boss lớn lại xuất hiện, Diệp Huyên im lặng, mẹ nó, sao không tìm đến mình lúc Thanh Nhi còn ở đây kia chứ? Lần này thì hay rồi, xong phim luôn, nếu không đánh lại, vậy nói đạo lý đi. Diệp Huyên đang định mở miệng nói chuyện, cô gái áo tím đã vung tay lên, thoáng chốc, nàng ta và Diệp Huyên đã biến mất không thấy. Bên trong thư viện Quan Huyên, Thư Hiền nhìn chân trời đằng xa, hoàn toàn ngơ ngác. Viện trưởng cứ thế bị bắt đi. Lúc này, A Tả và Cố Hữu xuất hiện bên cạnh Thư Hiền. A Tả trầm giọng nói, đó là người của vũ trụ vô biên. Vũ trụ vô biên. Chẳng mấy chốc, tin tức Diệp Huyên bị bắt đi đã truyền đến tai Dương tộc. Ở một nơi nào đó trong tinh vực, cô gái áo tím dẫn theo Diệp Huyên lần lượt xé rách thời không. Một lát sau, nàng ta đã dẫn Diệp Huyên đi tới lối vào vũ trụ vô biên. Ngay khi nàng ta định dẫn Diệp Huyên tiến vào bên trong thì bỗng có một luồng kiếm quang bổ tới từ bên cạnh. Cô gái áo tím khẽ cau mày, xoay người vung tay lên. Luồng kiếm quang kia trực tiếp bị chặn lại. Cô gái áo tím xoay người, cách đó không xa có một cô gái đeo kiếm chậm rãi bước tới. Người đến chính là Tư Đồ Thính Vân. Khi Diệp Huyên vừa xảy ra chuyện thì Dương tộc đã nhận được tin nên Đinh Thực Dược đã cử Tư Đồ Thính Vân đến. Cô gái áo tím thấy Tư Đồ Thính Vân thì trong mắt chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo, nàng ta bỗng vung tay lên, Diệp Huyên đã bị chấn bay sang bên cạnh, nhưng hắn lại không thể nào nhúc nhích vì bị một sức mạnh khủng bố bao vây. Diệp Huyên đen mặt, vì hắn phát hiện giờ phút này mình chẳng thể nhúc nhích một chút nào, dù là huyết mạch chi lực cũng hoàn toàn bị chấn áp. Rốt cuộc thì nàng ta là thần thánh phương nào? Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này, gặp phải cục xương cứng rồi. Đằng xa, Tư Đồ Thính Vân nhìn cô gái áo tím cười khẽ nói, vũ trụ vô biên. Thư Hiền bỗng nói, mau đi báo cho Thanh Khâu. Chẳng mấy chốc đã có một lá bùa phóng lên cao từ trong thư viện. Thư Hiền nhìn đằng xa, trong mắt tràn ngập lo lắng. Vẻ mặt của A Tả và Cố Hữu cũng hết sức nghiêm trọng. Thực lực của cô gái áo tím ban nãy thật sự khủng bố, hai người họ đều là cao thủ chân ngã cảnh, nhưng ở trước mặt đối phương lại không hề có sức chống trả nào. A Tả khẽ nói, đó chắc là một cao thủ siêu cấp. Cố Hữu trần chờ rồi nói, tộc trưởng hắn. A Tả im lặng một lát mới nói, da mặt của tộc trưởng đại nhân rất dày, chắc sẽ hóa nguy thành may thôi. Cố Hữu nghiêng đầu nhìn A Tả, người nghiêm túc hả? A Tả, ở một góc nào đó trong thư viện. Cổ Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía xa, siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập sự giận dữ và không cam. Diệp Huyên vừa trở về thư viện thì nàng ta đã tới. Định đợi Diệp Huyên nói chuyện xong xuôi thì sẽ đi gặp hắn, nhưng Diệp Huyên còn chưa bàn xong chuyện đã bị người bắt đi. Còn nàng ta lại bất lực, chỉ có thể nhìn Diệp Huyên bị bắt đi. Cái cảm giác bất lực ấy khiến nàng cảm thấy tim như kim đâm. Một lát sau, Cổ Nhiễm hít sâu một hơi. Trong mắt lóe lên vẻ kiên định rồi xoay người rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 216.